Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay tôi đã giật mình thức giấc lúc 5 giờ sáng. Và tôi thức giấc vì tiếng khóc của thiên quân con trai tôi. Một đứa trẻ mà nó khóc thì đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng nếu là một người cha, một người mẹ có sự hiểu biết và kinh nghiệm thì chúng ta sẽ biết rằng có những lúc mà cái tiếng khóc đó nó đang thể hiện một sự bất thường. Và đặc biệt đối với những con người hiểu biết về thuộc linh và có sự nhạy bén về thuộc linh thì trong một số tình huống nhất định anh chị em sẽ thấy cái việc khóc đó là bất thường. Tôi nhìn lên đồng hồ và thấy đó là 5 giờ sáng. Và con trai của tôi khóc một cách rất là bất thường. Nó không đơn giản là sự bất thường về mặt vật lý, nhưng là một người nhạy bén ở trong linh giới, tôi biết rằng đây không phải là vấn đề của vật lý, mà đây là vấn đề có liên quan đến ma quỷ. Nếu mà một số anh chị em không hiểu biết và không kinh nghiệm thì có thể nói rằng ông mục sư này ông mê tín lắm, cái gì ông cũng nói là quỷ. Không phải cái gì tôi cũng nói là quỷ. Có những cái tôi xác định đó là con người, có những cái tôi xác định đó là vật lý, và có những cái tôi xác định đó là vấn đề thuộc linh. Và tôi đã đúng. Vợ tôi đã rất vất vả, rất là khó khăn trong lúc đó, và vợ tôi bất lực không biết cách giải quyết. Ngay khi tôi thức giấc, tôi nhận định ngay đây không phải là vấn đề vật lý, mà đây là vấn đề thuộc linh. Tôi bước đến đặt tay trên con tôi và nhân danh Chúa Jesus Christ công bố bẻ gãy những quyền lực tối tăm nào mà tôi nhận định là nó đang quấy rối con tôi. Và một chút xíu sau con tôi im bặt và ngủ thật là ngoan. Và bây giờ nó đang ở trong phòng này cùng thờ phượng Chúa với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ đem đến cho anh chị em một đề tài mà anh chị em không được phép sao lãng. Nói như vậy không có nghĩa là những đề tài khác tôi đã từng giảng anh chị em được phép sao lãng, không. Nhưng mà đặc biệt đề tài trong buổi sáng hôm nay là đề tài mà tôi nói là anh chị em không được phép sao lãng. Và tôi thách thức anh chị em lắng nghe cho thật kỹ. Và tôi nói trước với anh chị em, nếu người nào e rằng mục sư của mình sẽ giảng quá giờ thì có thể đi tìm một cái gì đó và thủ trước, để khi đó bụng quá thì có thể bỏ vào miệng và tiếp tục nghe tôi giảng. Bởi vì tôi sẽ không dừng cho đến khi nào mà Thánh Linh bảo tôi dừng. Bởi vì hôm nay là một đề tài mà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của anh chị em. Khi anh chị em nghe và hiểu được và anh chị em áp dụng lời của Chúa thì tôi cam đoan với anh chị em là cuộc đời của anh chị em sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng. Còn nếu anh chị em khinh thường những gì tôi nói, và nếu anh chị em nghĩ trong bụng rằng biết rồi khổ lắm nói mãi, thì tôi nói thẳng với anh chị em rằng nếu anh chị em cứ quanh quẩn với những nan đề và anh chị em không có lối thoát thì đó là lỗi của anh chị em. Đề tài của tôi hôm nay đó là ma quỷ và chiến trận thuộc linh có thực sự tồn tại. Đó là một câu hỏi. Ma quỷ và chiến trận thuộc linh có thực sự tồn tại. Nếu tôi hỏi từng người trong căn phòng này thì không biết anh chị em sẽ trả lời như thế nào. Ma quỷ và chiến trận thuộc linh có thực sự tồn tại không anh chị em? Có. Có không? Có. Có thể là ở trong hội thánh HTS này anh chị em trả lời một cách rất dễ dàng. Và có thể nếu tôi hỏi câu hỏi này ở bất cứ một hội thánh Tin Lành nào thì người ta cũng sẽ trả lời rất là dễ dàng, có. Nhưng trong đời sống thực tế, tôi nhìn thấy cách biểu hiện của nhiều Cơ Đốc nhân giống như họ muốn nói rằng tôi không thật sự tin là có ma quỷ trên thế giới này, hay là tôi không thật sự tin là có chiến trận thuộc linh gì cả. Và họ quy tất cả những vấn đề đang xảy ra trong thế giới này cho con người, cho những cái gì đó mà nó không phải là ma quỷ và nó không liên quan gì đến cái chiến trận thuộc linh như ông mục sư Thiên Ân nói. Và tôi cam đoan với anh chị em rằng nếu anh chị em suy nghĩ một cách cực đoan như vậy thì có rất nhiều điều trong cuộc sống anh chị em không lý giải được và anh chị em không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề. Vợ của tôi là một trong những người đã từng rất nghi ngờ về điều này. Trong buổi đầu mà cô ấy về với tôi thì cô ấy đã gọi tôi là một người mê tín dị đoan. Tôi thường hay chia sẻ những câu chuyện rất thật với gia đình mình.
Và đó là những cái câu chuyện mà chúng tôi đã từng đối diện và chúng tôi đã kinh nghiệm sự đắc thắng. Tôi thích chia sẻ những gì rất thực tế trong đời sống mình, trong đời sống gia đình mình, để từ đó truyền cảm hứng cho anh chị em, để từ đó chỉ cho anh chị em thấy những nan đề trong chính cuộc sống của anh chị em, để từ đó anh chị em có thể làm như cách chúng tôi đã làm. Chúng ta áp dụng lời của Đức Chúa Trời và chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng trong chính đời sống của mỗi chúng ta. Amen con chị em. Vợ tôi đã từng đi rồi. Và vợ tôi đã từng một số lần nói rằng tôi là người mê tín dị đoan. Bởi vì có những cái tình huống mà vợ tôi xác định rằng đó không phải là quỷ, không liên quan gì đến quỷ. Và thậm chí có những lúc vợ tôi nói đó là chính vợ tôi. Nhưng có những lúc tôi đã chỉ cho vợ tôi thấy, tôi nói rằng không phải đó là vợ. Đó là một thế lực đang tác động, đang lèo lại vợ. Và tôi đã chứng minh điều đó bằng thực tế. Khi tôi bắt đầu đuổi quỷ, khi tôi bắt đầu dùng quyền lực của Chúa, dùng danh của Chúa để trấn áp nó, thì cục diện thay đổi. Và thường thì lát nữa vợ tôi bắt đầu thay đổi cái tâm trí hoàn toàn, bắt đầu suy nghĩ khác, bắt đầu nói khác, bắt đầu hành động khác hoàn toàn, 180 độ. Anh chị em ơi, nếu như chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta không tin vào những gì Kinh Thánh nói, thì đó là một điều đáng tiếc. Có thể anh chị em tin nhiều điều, nhưng nan đề của chúng ta là chúng ta không tin tất cả. Tôi gặp rất ít những Cơ Đốc nhân trên thế giới này tin tất cả những gì Kinh Thánh chép. Tôi phải thú thật là tôi gặp rất ít. Số đông hơn là những con người tin nhiều điều trong Kinh Thánh nhưng không tin tất cả. Và có một số đông hơn nữa là những Cơ Đốc nhân tin rất ít điều trong Kinh Thánh. Và tôi xin thưa với anh chị em rằng bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời truyền tải cho chúng ta trong Kinh Thánh thì tất cả những điều đó đều là sự thật hết, không có một sự giả dối nào cả. Và Đức Chúa Trời không phải là vô lý vô cớ mà ghi lại hay là cho phép ghi lại điều này điều nọ điều kia trong Kinh Thánh. Ngài có mục đích rất là rõ ràng. Ngài muốn giúp chúng ta hiểu biết những điều rất hệ trọng trong cuộc sống của chúng ta. Ngài muốn chúng ta hiểu biết không phải trong một lĩnh vực, hai lĩnh vực hoặc nhiều lĩnh vực, mà Ngài muốn chúng ta hiểu biết trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Hiểu biết để làm gì? Hiểu biết để chúng ta có thể tránh những điều mà mình cần phải tránh, để chúng ta có thể từ bỏ những gì mà mình cần phải từ bỏ, và để chúng ta có thể tiếp nhận những gì mà mình nên tiếp nhận, mình cần tiếp nhận và thậm chí mình phải tiếp nhận. Amen không chị? Amen. Anh chị em có tin những gì tôi nói nãy giờ đúng đắn không? Amen. Anh chị có tin rằng tất cả những gì mà Đức Chúa Trời muốn truyền tải cho chúng ta trong Kinh Thánh là nhằm mục đích đem lại ích lợi cho đời sống thực tế của chúng ta không? Và nếu như Đức Chúa Trời nói về ma quỷ thì anh chị em có tin rằng điều đó ích lợi cho đời sống của chúng ta không? Bởi vì Ngài muốn chúng ta có một sự cảnh giác trong đời sống. Bởi vì Ngài muốn cho chúng ta những câu trả lời cho những thắc mắc mà bấy lâu nay chúng ta không có lời giải đáp. Có những cái điều mà chúng ta thắc mắc trong lòng mà chúng ta chưa bao giờ có thể lý giải được. Có những điều mà các bác sĩ không thể lý giải được. Có nhiều bệnh nhân đi đến bệnh viện, các bác sĩ họ khám bằng cách này hay cách khác, và họ có thể biết được, họ có thể định được cái đó là cái bệnh gì. Và họ điều trị, họ phải biết đó là bệnh gì thì họ mới có phương án, có cái phác đồ điều trị đúng không anh chị? Và nếu họ biết là sao họ điều trị đúng không anh chị? Nhưng mà có rất nhiều trường hợp chúng tôi là người chứng kiến, thậm chí chúng tôi đưa một số người đi đến bệnh viện bởi vì đó là cái yêu cầu của họ, đó là cái nhu cầu của họ. Và ở tại đó các bác sĩ nói rằng không có bệnh gì hết, trong khi rõ ràng người ta sắp chết tới nơi rồi. Có những điều mà chúng ta không thể nào lý giải được bằng cái lý trí thông thường, bằng sự hiểu biết thông thường của chúng ta. Có những điều đó rất là siêu nhiên, nó vượt qua những cái gì mà chúng ta hiểu ở trong cái cõi tự nhiên này. Và chỉ có những người thật sự đọc lời của Chúa, chỉ có những người thật sự lắng nghe lời của Chúa, chỉ có những người thật sự hiểu lời của Chúa, chỉ có những người thật sự tin lời của Chúa, thì họ mới có được cái sự lý giải thỏa đáng cho nhiều trường hợp trong cuộc đời của họ. Amen con chị em. Ma quỷ và chiến trận thuộc linh có thực sự tồn tại ở ngoài xã hội này. Thì cũng có những nhóm người khác nhau, có người họ tin là có ma quỷ. Những cái vấn đề ở chỗ là tôi thấy không có một cái niềm tin quân bình và đúng đắn. Có người tin là có ma quỷ,
nhưng họ lại bắt đầu theo dệt đủ chuyện, những cái chuyện mà nó không có thật, hoặc là họ làm lố lên, nó theo một cái thái cực rất là sai lệch. Và có những người tuyên bố là không có ma quỷ, cũng chẳng có thần linh gì cả. Và tôi tin rằng cả hai đều sai. Kinh Thánh mà tôi đọc cho tôi biết rằng có Đức Chúa Trời, có các thiên sứ, có các thiên sứ tốt là các thần hầu việc, và có các thiên sứ sa ngã mà chúng ta ngày hôm nay gọi đó là ma quỷ. Tôi muốn xin mở mặt một chút xíu. Khi nói đến ma quỷ thì chúng ta dùng cái từ quen thuộc và chung chung đó thôi. Nhưng mà anh chị em đừng có hiểu cái chữ ma theo cách mà những người ở trong nhân gian này họ từng hiểu, họ từng kháo với nhau. Đừng hiểu ma theo cách đó là một cái linh hồn vất va bất vưỡng. Đừng hiểu ma theo cách là đó là một cái oan hồn vất va bất vưỡng, một cái hồn mà không chịu đi đầu thai gì đó. Rồi vất va bất vưỡng trên trần gian, rồi tác động đến những cái người đang còn sống. Đừng hiểu theo cách đó. Chúng ta chỉ đơn giản hiểu ma quỷ đó là những thiên sứ sa ngã. Amen không chị? Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng đó là những thiên sứ sa ngã, và chúng nó luôn luôn suy nghĩ gian ác, chúng nó luôn muốn phát ngôn gian ác, và chúng nó luôn muốn hành động cách gian ác. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không tạo ra địa ngục cho những con người. Ngài không tạo ra địa ngục cho chúng ta, mà Ngài tạo ra địa ngục cho ai? Cho ma quỷ và các sứ giả của nó. Chúng ta gọi là quỷ sứ. Nhiều khi chúng ta nói quỷ sứ mà chúng ta không hiểu quỷ sứ là gì. Quỷ sứ tức là các sứ giả của ma quỷ. Anh chị hiểu không? Đức Chúa Trời tạo ra địa ngục cho các quỷ, cho các sứ giả của nó, chứ không phải là tạo ra cho con người. Và thưa anh chị em, ma quỷ rất là xấu xa, và nó luôn muốn làm hại đời sống của chúng ta. Và cái điều tồi tệ nhất mà nó muốn làm là nó muốn chúng ta phải chết chùm với nó. Anh chị em hiểu không? Cho nên những cái kẻ xấu trong cuộc đời này, họ có những cái nét rất giống ma quỷ. Đó là khi họ hưởng phước, họ muốn hưởng phước một mình. Nhưng khi mà tai họa thì họ muốn gì anh chị em? Những điều xấu đó thì họ muốn gì? Họ muốn chết chùm. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi chơi với mấy đứa trẻ ngoài đường phố, thì tụi nó có cái câu này nè. Thật ra tôi cũng không có hiểu là câu đó đến từ đâu, không có hiểu hết cái ý nghĩa của nó, nhưng mà tôi biết nó rất là tiêu cực. Đó là xí bùm bùm ba má chết chùm. Nghe chưa? tôi không hiểu hết là cái ý nghĩa nó thế nào, cái câu đó từ đâu ra. Nhưng mà ngày xưa tôi chơi với cái bọn trẻ, cái bọn mà lêu lỏng trên đường phố đó, thì bọn nó hay nói cái câu đó, xí bùm bùm ba má chết chùm. Đó, những cái kẻ xấu lúc nào cũng muốn là những cái điều tồi tệ thì coi như mọi người phải gắn chung hết. Chết chung hết. Còn điều tốt thì rõ ràng đi vô trong góc, có miếng bánh ngon thì vô trong góc ăn mình à, có cái kẹo ngon thì núp ăn mình, sợ người khác xin, sợ người khác lấy, vân vân, đủ thứ cái đó. Rất là ích kỷ. Những cái kẻ xấu ở trong thế gian này thì chúng ta thấy những cái nét phản phất giống như ma quỷ như vậy. Thưa anh chị em, buổi sáng hôm nay, một lần nữa trong cuộc đời, tôi đứng đây và tôi khẳng định với anh chị em rằng ma quỷ là có thật, và chiến trận thuộc linh là rất thật. Nó xảy ra không chỉ là hàng ngày, mà là từng giờ, từng phút, từng giây trong cuộc đời của một cơ đốc nhân. Anh chị có tin điều đó không? Và anh chị có tin điều đó không? Anh chị em tin yếu quá. Bởi vì có thể có ai đó vẫn đang nghi ngờ tôi. Nhưng tôi tin rằng sau khi tôi trưng dẫn Kinh Thánh ra, hôm nay sẽ có rất nhiều phần Kinh Thánh được trưng dẫn ra. Và tôi sẽ chia sẻ những gì rất thực tế phù hợp với Kinh Thánh, thì anh chị em sẽ không còn giữ cái lập trường của mình nữa, nếu anh chị em là người có cái sự khiêm nhường mà không cố chấp. Amen. Anh chị em ơi, tôi nói lại một lần nữa, tôi tin rằng ma quỷ có thật như lời Kinh Thánh chép. Và tôi tin là chiến trận thuộc linh rất thật. Nó xảy ra không chỉ là hàng ngày, mà còn là từng giờ, từng phút, từng giây trong cuộc đời của một cơ đốc nhân. Amen anh chị em. Và tôi muốn anh chị em hiểu rằng chiến trận thuộc linh không phải bây giờ mới diễn ra, mà chiến trận thuộc linh đã diễn ra từ rất rất lâu, mà tôi không thể xác định được từ bao nhiêu ngàn năm. Chiến trận thuộc linh đầu tiên đã xảy ra ở đâu anh chị em biết không? Ở đâu? Vườn Eden không phải là chiến trận thuộc linh đầu tiên xảy ra, đó là thiên đàng. Anh chị có biết câu chuyện đó không?
Anh chị có biết cái câu chuyện là có một thiên sứ trưởng tên là Lucifer. Thiên sứ trưởng là Lucifer, và chúng ta gọi là Lucifer đó. Ở trong nhân gian gọi là Lucifer đó, tiếng Anh là Lucifer. Có một thiên sứ trưởng tên là Lucifer hay là Lucifer. Đó là một thiên sứ sáng láng, được Chúa ban cho sự khôn ngoan, được Chúa ban cho khả năng âm nhạc để có thể đứng lên và điều khiển các thiên sứ trên thiên đàng thờ phượng Đức Chúa Trời để khiến cho danh của Ngài được vinh hiển. Có một thiên sứ như vậy, và thiên sứ Lucifer này bằng cách nào đó đã nảy sinh lòng kiêu ngạo và bắt đầu giấy loạn, và kéo theo 1/3 thiên sứ trên thiên đàng giấy loạn. Và kết quả là chúng nó đã bị ném xuống. 1/3 thiên sứ sa ngã, trong đó có Lucifer, đã bị ném xuống. Và ngày hôm nay chúng ta gọi chúng nó là ma quỷ. Chúng ta nên đọc một số phần kinh thánh nha. Bây giờ thì anh chị em hãy mở ra với tôi ở trong Ezechiel chương 28 từ câu 11 đến câu 17. Nó sẽ minh họa cho những gì tôi vừa mới nói. Hãy mở ra. Tôi nhắc một lần nữa là anh chị em nào mở kịp thì chúng ta mở, chúng ta đối chiếu với kinh thánh. Còn nếu mà ai chậm quá mở không kịp thì đừng có ngồi đó bàn tán với nhau, hỏi nhau xem địa chỉ ở đâu, bởi vì chúng ta sẽ bỏ qua những gì mục sư nói tiếp theo và chúng ta sẽ không hiểu được ý nghĩa của bài giảng nha. Anh chị em nào có quyển sổ thì ghi chú lại địa chỉ để về nhà chúng ta đọc. Còn nếu ai không có cũng không sao, bởi vì hội thánh chúng ta có video, cho nên sau giờ nhóm chúng ta hoàn toàn có thể xem video lại ở trong tuần lễ, và chúng ta sẽ ghi nhận những cái địa chỉ được nói đến, và chúng ta sẽ bắt đầu mở ra tra xét lại trong kinh thánh nha. Bây giờ hãy mở ra với mục sư Ezechiel chương 28 từ câu 11 đến câu 17. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: hỡi con người, hãy làm một bài ai ca về vua Tyre và nói với vua ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán, ngươi trở thành một kiểu mẫu về sự khôn ngoan và vẻ đẹp toàn hảo. Ngươi vốn ở trong Ê-đen là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đủ mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc hồng lựu và vàng nữa. Ngươi làm ra trống cơm và ống sáo thuộc về ngươi. Từ ngày ngươi mới được dựng nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Ngươi là một cherub được xích dầu đang che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn đá sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến khi thấy sự gian ác trong ngươi. Khi buôn bán thạnh lợi, ngươi càng trở nên bạo ngược và phạm tội. Vì thế, ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời. Hỡi cherub che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn đá sáng như lửa. Lòng ngươi kiêu ngạo vì vẻ đẹp ngươi, và vinh quang của ngươi làm hư hỏng sự khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, làm trò cho họ xem. Anh chị em mở ra một phần kinh thánh nữa, đó là Ê-sai chương 14 từ câu 12 đến câu 15. Ê-sai chương 14 từ câu 12 đến câu 15. Hỡi Sa-mai, con trai của Rạng Đông, sao ngươi từ trời rơi xuống? Hỡi kẻ đánh bại các nước, sao ngươi bị hạ xuống đất? Chính ngươi đã nói trong lòng rằng: ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngai ta lên, cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội kiến, xa tít về phương Bắc. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây, làm cho ta giống đấng rất cao. Nhưng ngươi phải bị đem xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu. Qua hai phần kinh thánh đó, anh chị em thấy rằng Lucifer còn được gọi là sao mai sáng chói, hay là con trai của Rạng Đông, đã sinh lòng kiêu ngạo và muốn ngồi vào chỗ, hay là muốn thế vào cái địa vị của Đức Chúa Trời. Nó thèm muốn vinh quang của Đức Chúa Trời, nó thèm muốn uy quyền của Đức Chúa Trời, nhưng mà nó quên mất rằng nó chỉ là một tạo vật của Chúa, và không thể nào có chuyện tạo vật mà lại hơn đến sáng tạo, đúng không anh chị em? Và
anh sẽ thấy rằng nó đã bị ném xuống. Chúng ta hãy đọc ở trong sách Khải Huyền. Hãy cùng với tôi đọc trong sách Khải Huyền. Hãy mở Khải Huyền chương 12. Khải Huyền chương 12. Rồi, nói chung là nó dài và nhiều phần kinh thánh, cho nên là tôi sẽ không đọc hết. Tôi chỉ đọc một vài chỗ cần thiết thôi. Rồi về nhà anh chị em có thời gian sẽ đọc lại toàn bộ Khải Huyền chương 12 để xem ở đây nói gì về Satan, nói gì về ma quỷ. Tôi đọc từ câu số 7 nhé. Lúc ấy có một trận chiến xảy ra ở trên trời. Mica-ên và các thiên sứ của mình giao chiến với con rồng. Con rồng với các sứ giả của nó cũng đánh trả, nhưng chúng không thắng được và không còn tìm thấy chỗ của chúng ở trên trời nữa. Con rồng lớn bị ném xuống, tức là con rắn xưa, được gọi là ma quỷ hay Satan, kẻ lừa dối cả nhân loại. Nó đã bị ném xuống đất, các sứ giả của nó cũng bị ném xuống với nó. Trước đó thì anh chị em sẽ thấy cái ý này. Tôi sẽ đọc câu số 3. Trên trời cũng xuất hiện một dấu lạ khác. Một con rồng lớn màu đỏ có 7 đầu 10 sừng và trên 7 đầu có 7 mão miệng, đuôi kéo theo 1/3 các ngôi sao trên trời và ném xuống đất. 1/3 các ngôi sao. Cái điều này là cái tượng trưng rằng có 1/3 thiên sứ ở trên trời, đó là các thiên sứ sa ngã đã nghe theo sự xúi dục của Lucifer, giấy loạn, chống lại Đức Chúa Trời. Và Chúa đã sai Mica-ên cùng với đạo binh thiên sứ của Chúa đánh bại chúng nó, và kết quả là chúng nó bị ném xuống đất. Ngày hôm nay chúng ta gọi chúng nó là ma quỷ. Anh chị em thấy rằng Kinh Thánh nói về ma quỷ rất nhiều. Ngày hôm nay tôi có rất nhiều phần Kinh Thánh để cho anh chị em về nhà đọc, và tôi xin thưa với anh chị em rằng đó chỉ là một số trong rất nhiều phần Kinh Thánh nói về ma quỷ thôi. Và anh chị em phải hiểu rằng một khi Đức Chúa Trời nói rất nhiều về một điều gì đó thì cái đó là cái điều mà chúng ta phải lưu tâm. Amen không chị em? Bởi vì Ngài đang có một cái sứ điệp rất quan trọng muốn chuyển tải cho cuộc đời của chúng ta. Amen không chị em? Nếu chúng ta không có sự hiểu biết về ma quỷ, không hiểu về cái nguồn gốc của nó, không hiểu về đặc tính của nó, không hiểu về những cái điều tồi tệ mà nó có thể làm, thì chúng ta sẽ rất dễ bị lừa. Chúng ta sẽ rất dễ bị tấn công và bị hạ gục. Chúng ta không biết cách chống đỡ. Anh chị em hiểu điều đó không? Nếu như chúng ta không chịu xem tin tức đúng, những cái kênh truyền thông đúng, để xem những sự cảnh báo về những kẻ lừa đảo, về những kẻ tội phạm, thì rất có thể nhanh thôi chúng ta sẽ rơi vào bẫy của chúng nó. Anh chị em hiểu không? Có rất nhiều người đã không thèm xem tin tức, mặc dù có người nói rằng nên xem, tin tức này rất hữu ích, rất cần thiết, bởi vì hiện giờ có rất nhiều loại tội phạm. Có nhiều người đã xem thường điều đó mà không thèm xem tin tức. Và cuối cùng một hôm có một người rất là đẹp trai đến nhà, gõ cửa, nói chuyện rất tử tế, và cho đến cuối cùng ngã ngủ ra mới biết rằng ồ, cái tên mà đẹp trai tử tế đó hóa ra là kẻ lừa đảo và gia chủ đã mất một số tiền lớn. Đã có rất nhiều câu chuyện tương tự xảy ra. Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta những tin tức đúng, những tin tức chính xác, những tin tức cập nhật để chúng ta có thể nắm được tình hình và để chúng ta có thể kiểm soát tình hình trong sự dẫn dắt của Chúa. Amen không chị em? Amen. Chúng ta hãy trở lại với thực tế của gia đình chúng tôi. Tôi sẽ chia sẻ điều này một cách thẳng thắn, và anh chị em sẽ bắt gặp mình ở trong đó, và anh chị em sẽ rút tỉa những kinh nghiệm quý báu cho đời sống của anh chị em. Anh chị em có để ý là hình như sau mỗi lần chúng ta làm chứng một điều gì đó, chúng ta bước lên và cảm tạ Chúa về một điều tốt lành gì đó Chúa làm, thì sau đó có những cái điều rất tồi tệ xảy ra và nó muốn bịt miệng chúng ta, và thậm chí nó làm cho chúng ta cảm thấy giống như là mình xấu hổ, mình mắc cỡ, giống như là mình đã hớ trước đám đông rồi đó. Có bao giờ anh chị em lên lập chính và trong tuần lễ đó anh chị em bắt đầu chứng kiến những cái điều ngược lại không? Chúng tôi đã nhiều lần chứng kiến, cho đến nỗi vợ tôi nhiều lúc nản lòng, cho đến nỗi vợ tôi dường như muốn nói với tôi rằng chồng ơi đừng có làm chứng được. Cho đến nỗi một số người dường như muốn nhắc lại cái câu nói của dân gian này đối với tôi: mục sư ơi, nói trước bước không khỏi.
đó là sự công bố về những điều tương lai thôi, chứ cũng không phải là làm chứng. Và thưa anh chị em, tôi nói với anh chị em cái điều này: khi Chúa ban thiên quân cho tôi rất vui mừng. Và tôi quan sát con trẻ để xem Đức Chúa Trời đã nhận lời là như thế nào. Một trong những cái điều quan trọng mà tôi đã cầu nguyện với Chúa đó là: Chúa ơi, xin khiến con trai của con nó trở nên một con người nhu mì và khiêm nhường, một con người ôn hòa, một con người của sự hòa bình. Có thể ai đó cầu nguyện là xin khiến nó có quyền năng lớn lao như Eli. Tôi cũng muốn như vậy, nhưng tôi muốn cầu nguyện ngay tận gốc rễ của nó. Tôi biết rằng một con người chỉ có thể trở nên rất quyền năng khi con người đó thật sự nhu mì, khiêm nhường, đầu phục Đức Chúa Trời. Cho nên tôi liên tục cầu nguyện. Từ khi con trai tôi ở trong bụng mẹ, tôi đã cầu nguyện: Chúa ơi, xin khiến con trai của con trở thành một con người nhu mì, khiêm nhường, một con người biết đầu phục Chúa, một con người mà nó sẵn sàng chịu kỷ luật đúng của Chúa mà không phải khác. Amen. Và những ngày đầu con trai tôi sinh ra, nó đã thể hiện như những gì mà tôi mong đợi. Tôi cảm nhận được cái hơi hướng của những điều mà tôi cầu xin đang được thể hiện trong chính con trai tôi. Tôi rất ghét cái kiểu mà những đứa con nít mà giải nảy lắm. Những đứa con nít mà khóc theo cái kiểu mà rõ ràng nó thể hiện cái tôi từ lúc nó còn ấu thơ. Tôi rất ghét. Nhưng anh chị biết, sau khi tôi đứng đây và tôi lập chứng trước hội thánh, sau đó tất cả mọi việc diễn ra ngược lại với những gì tôi lập chứng. Có một khi trận phục linh đã xảy ra và Satan bắt đầu làm cho nhiễu loạn thông tin ở trong gia đình của chúng tôi, và vợ của tôi bằng cách nào đó đã tin vào những thông tin sai trật và áp dụng những điều sai trật. Và rồi chúng tôi thấy con của chúng tôi càng ngày càng khó hơn. Nó khóc một cách rất là kỳ quặc. Nó khóc theo cái kiểu tồi tệ hơn những cái cách khóc mà tôi đã từng thấy những đứa trẻ khác. Và tôi cảm thấy rất là buồn. Tôi nói với Chúa: không, không, đây không phải là con trai tôi. Tôi cố nói với vợ tôi nhưng vợ tôi không hiểu. Vợ tôi đã không thật sự hiểu về chiến trận thuộc linh. Tôi đã nhắc đi hết lần này lần khác, tôi nhắc hết là hết lần khác, nhưng mà vợ tôi vẫn chưa thật sự ý thức về chiến trận thuộc linh. Và vợ tôi bắt đầu lý giải bằng những cách khác nhau theo cách mà người ta nói trên mạng internet. Và có một sự bất hòa trong gia đình của chúng tôi. Vợ tôi giận tôi buồn, tôi không thể nói gì được. Tôi không có cách gì để thuyết phục vợ tôi. Và thế là tôi quyết định dành thời gian giữa những sự bận rộn của mình để cầu nguyện tha thiết với Chúa và để công bố. Tôi dùng những thứ vũ khí của Chúa để có thể chiến thắng trong trận chiến thuộc linh này. Tôi bận đến nỗi có những lúc tôi muốn nghe lời của Chúa qua một tôi tớ nào đó mà tôi thấy rằng đáng tin cậy, tôi cũng không có thì giờ để tôi nghe. Và tôi bắt đầu thực hiện cái cách này: tôi nghe lời của Chúa trong khi tôi đang làm việc, nghe trong lúc đang nấu ăn, nghe trong lúc đang rửa chén, nghe trong lúc đang dọn dẹp nhà cửa, trong lúc lau chùi, nghe trong lúc đang làm điều này điều nọ. Mà tôi tận dụng mọi thời gian để nghe. Tôi muốn lời của Chúa đầy ở trong tôi và đức tin của tôi được gia tăng bởi lời của Chúa, để rồi những sự cầu nguyện và công bố của tôi nó có uy lực để có thể chiến thắng ma quỷ, để có thể buông tha vợ của tôi, con của tôi tự do hoàn toàn ra khỏi cái sự kìm kẹp, sự tác động tồi tệ của ma quỷ. Tôi đã chiến đấu, tôi thấy được sự chiến thắng. Và cuối cùng vợ tôi nhận ra sai lầm của mình. Và tôi ăn năn với Chúa và vợ tôi quyết định, nhân danh Chúa Jesus, quyết định khước từ những cái thông tin sai lầm, những cái điều sai lầm ở trên mạng internet hoặc là ai đó ở trong đời sống thực tế đã truyền cho mình, khước từ hết. Và tình hình bắt đầu trở nên tốt đẹp. Con trai tôi không còn thể hiện cái sự nóng nảy, giận dữ, không còn thể hiện cái sự hung dữ nữa, không còn cái kiểu khóc đó nữa. Và nói như vậy không có nghĩa là Satan không tấn công được. Thỉnh thoảng có những dấu hiệu đó, và bây giờ vợ tôi đã biết cách chiến đấu. Và cùng với tôi, chúng tôi hiệp ý với nhau. Chúng tôi nói rằng: ba mẹ không chấp nhận điều này, ba mẹ không muốn nhìn thấy điều này ở nơi con. Và nhân danh Chúa Jesus Christ, ba mẹ công bố rằng cái điều này phải chấm dứt. Nhân danh Chúa Jesus Christ, cái biểu hiện nóng nảy giận dữ này phải chấm dứt. Nhân danh Chúa Jesus Christ, cái biểu hiện thiếu kiên nhẫn này phải chấm dứt. Và chúng tôi thấy hiệu quả. Cảm ơn Chúa. Và vợ tôi dễ thở hơn. Còn trong cái giai đoạn đó, vợ tôi thật sự bị stress, quá căng thẳng. Từ một đứa bé thể hiện nhu mì trở thành một đứa bé mà vô cùng nóng nảy, vô cùng giận dữ. Và anh chị em biết không, nó chỉ cần không hài lòng một cái là nó ré lên và nó khóc tiếng người run bần bật lên. Nó không phải là một đứa trẻ bình thường.
đó là công việc của ma quỷ. Và như tôi nói sáng nay, một lần nữa bị tấn công. Mà tôi biết lý do tại sao bị tấn công. Mới sáng sớm là bị tấn công liền. Nó làm cho vợ tôi mệt mỏi. Và khi vợ tôi mệt mỏi, vợ tôi sẽ rất dễ cáu gắt. Và đó là vào buổi sáng Chủ nhật. Rất dễ cáu gắt, rất dễ có xung đột xảy ra trong lúc đó. Và như vậy thì tôi là diễn giả của ngày hôm nay sẽ rất dễ bị ảnh hưởng nếu tôi không cẩn thận. Tôi sẽ bước lên đây với một tâm trạng u buồn. Tôi sẽ bước lên đây với một sự bực dọc. Tôi sẽ bước lên đây mà không có năng lực từ nơi Chúa. Bước lên đây mà không có gì tươi mới, thậm chí cũ rách và chán nản. Vậy thì tôi có cái gì để đem đến cho hội thánh? Tôi không truyền được một năng lượng tích cực nào trong cái cách mà nếu nó xảy ra như vậy. Mà ngược lại, tôi sẽ truyền năng lượng rất tiêu cực cho anh chị em được. Và anh chị em sẽ trở về nhà và trận chiến thuộc linh lại tiếp tục diễn ra theo một cách tồi tệ. Và nhiều người trên đường về sẽ cãi nhau. Những cặp vợ chồng sẽ cãi nhau. Đúng không? Nhiều tiếng nói xầm xì, một sư thế này, một sư thế nọ, một sư thế kia, một sư lúc này mất ơn, vân vân, đủ thứ chuyện. Và rồi hội thánh sẽ kinh nghiệm những điều tồi tệ. Ma quỷ rất nham hiểm cho anh chị em. Một lần nữa tôi nhắc cho anh chị em nhớ rằng ma quỷ nó có thật. Và chiến trận thuộc linh rất thật. Hãy nghe tôi nói, chó chết thì không ai đánh. Tôi nhắc lại câu của một số vị mục sư, nghe có vẻ chói tai, nhưng nó thể hiện một chân lý. Chó chết thì không ai đánh. Đúng không? Con chó chết có ai đánh không? Nhưng mà rõ ràng con chó mà nó sủa, nó muốn tấn công, nó có cái khả năng nguy hiểm thì rõ ràng chúng ta có khuynh hướng phản kháng lại nó, đúng không? Chúng ta sẽ đá vào mõm của nó, đúng không? Có nhiều vị mục sư nói vui như vậy, nhưng để thể hiện cái chân lý. Có rất nhiều người cho mình là cơ đốc nhân, nhưng có vẻ cuộc sống của họ rất hanh thông. Có vẻ như không có cái chuyện gì mà nó xảy ra gây khó khăn cho họ cả. Mọi thứ hanh thông, từ câu chuyện làm ăn, tất cả mọi thứ hanh thông. Và người ta hiểu lầm rằng như vậy có nghĩa là người đó được phước, người đó đang sống kính sợ Chúa, cho nên không hề có cái sự tấn công nào của ma quỷ. Tôi xin thưa với anh chị em rằng ngược lại, có thể có một giai đoạn nào đó sau tất cả những sự trầy bi trốc bẫy của anh chị em, Chúa cho anh chị em sự hòa bình. Amen. Chúa cho anh chị em sự hối thật. Nhưng nếu như phần lớn cuộc đời của anh chị em, và thậm chí suốt cuộc đời theo Chúa của anh chị em, chưa từng có những sự tấn công nào của ma quỷ, anh chị em làm ăn rất là thuận lợi, giàu có, vinh thân, phì gia, đi đến đâu cũng được người ta cúi chào, không có cái chuyện gì khó khăn, không bao giờ bị bắt bớ từ trong gia đình, không bao giờ bị những cái thế lực cầm quyền gây khó khăn, không bao giờ bị những cái chuyện này chuyện nọ xảy ra để gây khó khăn cho anh chị em, thì tôi xin thưa với anh chị em rằng có cái gì đó sai. Hãy coi lại. Tôi đọc trong Kinh Thánh và tôi thấy rằng ngay từ những cái phần đầu tiên trong Kinh Thánh cho đến phần cuối cùng, cho đến những phần cuối cùng trong Kinh Thánh, những phần đầu tiên thuộc về sách Sáng Thế Ký, những phần cuối cùng thuộc về sách Khải Huyền, và Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy sự hiện diện của ma quỷ như thế nào, những công việc của chúng ta như thế nào, và chiến trận thuộc linh đã diễn ra như thế nào. Sáng Thế Ký chương 1, Sáng Thế Ký chương 2, mọi việc có vẻ tốt lắm. Và Đức Chúa Trời nói rằng tất cả những gì Ngài tạo dựng nên là tốt lắm. Vượt qua bậc Sáng Thế Ký chương 3, chuyện gì xảy ra? Ma quỷ xuất hiện dưới hình ảnh một con rắn và bắt đầu cám dỗ Adam và Eva, trước hết là Eva. Sau đó loài người phạm tội, bị đuổi ra khỏi vườn Eden và có những sự rủa xả kèm theo. Ngay sau chương 3 là chương 4, câu chuyện gì xảy ra? Câu chuyện về Cain và Abel, hai em ruột. Abel dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, Cain cũng dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại vui nhận của lễ của Abel mà không nhận của lễ của Cain. Và Cain đã hậm hực, đã tức giận. Và Đức Chúa Trời đã có một sự cảnh báo đối với Cain. Ngài nói rằng, này, tội lỗi đang rình trước cửa, thèm con lắm, nhưng con phải quản trị nó. Chúa đã chỉ cho Cain biết rằng có một trận chiến thuộc linh đang diễn ra. Ma quỷ nó đang rình rập con, nó đang muốn nuốt con, nó đang muốn lợi dụng con để làm điều đồi bại, điều khốn nạn, điều gian ác tồi tệ. Nhưng thật đáng trách, Cain đã bất chấp sự cảnh báo và thậm chí là cảnh cáo của Đức Chúa Trời. Kết quả là gì? Ông ta đã giết chết em trai ruột của mình là Abel một cách rất là dã man. Đó là chiến trận thuộc linh. Đó là ma quỷ. Đó là chiến trận thuộc linh.
Linh tức giận đang ở đó, linh cay đắng đang ở đó, linh giết người đang ở đó. Nhưng mà Cain đã không chịu lắng nghe, không chịu tiếp thu sự cảnh báo của Đức Chúa Trời và kết quả phạm tội một cách rất là nghiêm trọng. Anh chị em còn nhớ David không? Anh chị em có nghĩ David là một kẻ tà giáo không? Có phải David vốn là một kẻ tà giáo không? Có phải David vốn là một kẻ giết người bị ổi không? Có phải David vốn là một cái người xảo trá, suy nghĩ những cái điều dối trá? Có phải vậy không? Tôi không tin David là con người như vậy. Tôi rất ngưỡng mộ David. David là một con người rất tốt, nhân vật rất xuất chúng, một vị vua vĩ đại, một người đáng kính đáng trọng. Nhưng mà ngay cả con người đáng kính đáng trọng đó, trong một giây phút sơ suất không ý thức về chiến trận thuộc linh, thì đã rơi vào tội lỗi một cách thê thảm và phạm tội ác. Có thể nói dùng cái từ là tày trời. Đằng sau tất cả những chiến thắng, đằng sau tất cả những sự vẻ vang, hình như có một chút kiêu ngạo nào đó nó len lỏi vào trong lòng của David. Và ông cho phép mình nghỉ ngơi, ông cho phép mình hưởng thụ. Ông bắt đầu đi dạo trên mái bàn của cung điện. Và ông không biết rằng có một chiến trận thuộc linh đang diễn ra, có một kịch bản đang diễn ra. Và tôi tin là Satan nó đã viết cái kịch bản đó một cách rất khéo léo. Một vị vua, một dũng sĩ đi trên mái bàn cung điện và nhìn thấy một người phụ nữ rất đẹp đang tắm trong sự trần truồng. Nếu như ông ý thức được chiến trận thuộc linh thì có lẽ cái câu chuyện đã khác rồi, đúng không? Ông sẽ quay mắt đi và ông không muốn suy nghĩ đó. Và thậm chí giống như chúng ta ngày hôm nay, ông sẽ nói đừng dành ta khước từ tất cả những gì ta vừa thấy, đúng không anh chị em? Nhưng ông đã làm ngược lại. Ông đã không ý thức về chiến trận thuộc linh. Ông tiếp tục nhìn, ông nghiền ngẫm cái thân thể đó, cái vẻ đẹp đó. Và kết quả là cái lòng dục ông nó nổi lên, sự ham muốn nổi lên. Và ông đã triệu Bathsheba vào trong cung điện. Và ông đã quan hệ tình dục bất chính với Bathsheba. Và sau này nhiều cái chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Rồi ông bắt đầu dở cái trò coi như là lường gạt tinh vi để ăn óc và đổ vỏ mà không thành. Cuối cùng ông gài Uri là chồng của Bathsheba vào cái chỗ chết một cách rất là thê thảm, chết oan. Một người của Đức Chúa Trời mà chỉ trong giây phút không có sự cảnh giác, không ý thức về chiến trận thuộc linh mà còn có thể phạm tội như vậy, huống chi là tôi và anh chị em ngày hôm nay. Anh chị em có đồng ý với tôi không? Hãy cảnh tỉnh, hãy tỉnh thức trong đời sống của chúng ta. Đừng nói rằng tôi là ai, tôi chẳng là ai. Chúng ta chẳng là ai khác. Tôi học được từ Joseph rất nhiều điều. Joseph còn có giải thích. Có rất nhiều điều từ con người này tôi học được và giúp tôi chiến thắng. Một trong những điều tôi học là cách ông chiến thắng tội tà dâm. Vợ của Potiphar, tôi tin rằng đó là một phụ nữ đẹp, đã cám dỗ Joseph hết lần này tới lần khác, muốn quan hệ tình dục bất chính với Joseph. Và Joseph hoàn toàn có điều kiện làm điều đó. Chiến trận thuộc linh diễn ra, chồng đi vắng, những nô lệ, những người làm công khác không có quyền được bán lại tới khu vực đó. Chỉ có quản gia với vợ của chủ mới được tới khu vực đó thôi, và có thể tự do làm gì thì làm mà không ai biết đâu. Không nói ra thì ai biết, chắc có mình Chúa biết thôi. Bà ta không chỉ dùng lời nói mà thậm chí bà ta còn níu kéo. Tôi nghĩ rằng bà ta đã dùng đủ thứ để khiêu gợi Joseph. Và có một lần nọ bà ta nắm chặt lấy áo của Joseph. Không biết bà muốn bế Joseph lên giường hay sao. Mà nếu lúc đó Joseph không ý thức về chiến trận thuộc linh, nếu Joseph không có lòng kính sợ Chúa mà Joseph cần nán lại một chút xíu thôi, nên cứ cọ qua cọ lại thế nào đó, thì một lát sau tôi e là không phải là cái bà nó bế Joseph lên giường mà là Joseph bế bà lên giường, đúng không anh chị em? Mà cảm ơn Chúa vì câu chuyện đã không xảy ra theo hướng tồi tệ. Joseph đã tuột áo bỏ chạy, để rồi cuối cùng bị lời hét quá ơ cái thằng đó, nó hãm hiếp tao đủ thứ, rồi cuối cùng bị hàm oan, bị vô tù. Nhưng không sao hết, Đức Chúa Trời là đã biết rõ sự thật. Amen anh chị em. Và Chúa cho phép điều đó xảy ra để cuối cùng cất nhắc Joseph lên làm tể tướng của Ai Cập. Thật là tuyệt vời, để cứu gia đình, gia tộc của mình và để cứu biết bao nhiêu người ở trên thế giới. Đó là con người đã chiến thắng trong chiến trận thuộc linh. Hãy học tấm gương của Joseph. Ngày hôm nay có rất là nhiều người thích đùa với lửa. Nhiều người nói rằng mình có bản lĩnh, mình có đức tin tốt, mình là người công chính. Rồi tự dẫn sát đến những cái
lãnh địa của tội lỗi, rồi nói rằng ở đó mình sẽ làm chứng cho người ta, nói rằng ở đó mình sẽ chinh phục người ta, không thấy làm chứng được cho ai, cũng chẳng thấy chinh phục ai. Nhưng tôi đã thấy rất nhiều người đã bị cuốn theo chiều gió. Anh đi xa lắm, anh đi xa em lắm gì đó, đi mãi mà không có lối về, thật là đáng tiếc. Anh chị em ơi, ngày hôm nay có rất là nhiều cái sự cám dỗ của ma quỷ, cái trận chiến thuộc linh diễn ra càng ngày càng ác liệt. Và tôi sẽ nói với anh chị em những điều đó là thực tế. Những người đàn ông hãy nghe cho kỹ, và kể cả những người đàn bà, những phụ nữ cũng nghe cho kỹ luôn. Một trong những cái tội lỗi rất nghiêm trọng mà ma quỷ nó đang muốn xô, muốn đẩy chúng ta vào, đó là những tội lỗi về tình dục, đó là những tội lỗi liên quan đến tội tà dâm. Anh chị biết không, có rất là nhiều người thật là đáng trách, nhiều cơ đốc nhân thật đáng trách. Thậm chí tôi biết có một cái con người, họ trong cái cương vị lãnh đạo và lẽ ra họ là người phải dạy dỗ dân sự trong sự thánh khiết và công chính, thì tôi biết cái con người đó là thường xuyên lên trên mạng internet để tìm gái mại dâm, chính vợ của ông ta nói. Và tôi tiếp xúc với ông ta và tôi thật sự xác nhận rằng đó là một con người tà dâm. Vậy mà đứng trước một giảng để giảng cho ai? Nhiều người trong chúng ta cầm cái điện thoại lên tìm cái gì? Tìm những hình ảnh lõa thể, tìm những cô gái sexy, gợi cảm, cứ dán con mắt mình vào. Nhiều người trong chúng ta đi ra đường nhìn cái gì không nhìn, toàn kiếm gái đẹp mà nhìn không, nhìn tổng thể thì cũng không có gì đáng nói, cứ xoáy vào cái điểm nào đó của người ta mà nhìn không. Tôi làm công tác giải cứu thì phải đối diện với rất nhiều người. Chà, có thể anh chị em không tin nổi là có những người mà gọi là người hầu vì Chúa nhưng mà đã phạm tội tà dâm đủ cách. Có người đã thật sự lên giường với những người không phải là vợ của mình, mà có những người thì tối ngày đi ra đường chỉ để nhìn vào những cái điểm gì đó, những cái điểm kín nào đó của phụ nữ, cố nhìn cho bằng được, đến nỗi nhiều lần suýt nữa bị tông xe. Chúng ta tự dẫn xác vào trong tội lỗi, đúng không? Cái đó cũng chưa phải là cám dỗ mà tự mình dẫn xác vào trong tội lỗi. Chả trách chúng ta cứ phạm tội hết lần này tới lần khác. Và cũng có những người tôi nghĩ là chắc là ít đáng trách hơn, người đó không đi tìm, người đó mở cái điện thoại ra vào trong Facebook hoặc là YouTube hoặc là Zalo hoặc là TikTok hay là cái gì đó, đặc biệt là TikTok, và vô tình nhìn thấy những cái hình ảnh gọi là sexy cũng có, bận thiếu vải cũng có, mà lõa thể cũng có, nhiều kiểu lắm. Có lần tôi còn thấy có một cô đó còn lè cái lưỡi vậy nè, tự nhiên lè, tôi nhớ hồn, tôi tắt liền tức khắc và tôi phải công bố thứ tự liền tức khắc, thứ tự. Vậy mà tôi nói với anh chị em, đôi khi mình mới nhìn liếc qua một lúc nào đó, ma quỷ nó muốn quay lại cái đó trong đầu mình nhá. Một lúc đó tự nhiên giống như nó gợi lại hình ảnh đó và mình lại cứ từ tiếp. Cái điều đáng trách là nhiều người mặc dù không tìm kiếm, nó vô tình nó nhảy vào thôi, mình không có chủ động tìm nó nhảy vào. Ngày hôm nay nó làm cái điều đó mà không, rất là nguy hiểm. Sẵn đây tôi cảnh báo anh chị em hãy rất cẩn thận với mạng internet, hãy rất cẩn thận với cách anh chị em dùng internet. Nó là con dao hai lưỡi rất là nguy hiểm. Nếu anh chị em sử dụng mạng internet như cách mục sư của anh chị em đã sử dụng, nó ích lợi vô cùng, tôi có thể tự hào. Thì nếu ai đó mở Facebook của tôi ra thì đó là một Facebook thể hiện sự công chính và thánh khiết. Một Facebook có thể gây dựng đức tin của bất cứ con người nào trên hành tinh này. Còn Facebook của anh chị em thì sao? Anh chị em đăng cái gì trên đó? Anh chị em mỗi lần lên tìm cái gì ở trên đó? Anh chị em tìm cái gì? Hãy trả lời trước mặt Chúa, không cần phải trả lời trước mặt tôi. Anh chị em tìm gì? Anh chị em xem gì? Nghe gì? Có quá nhiều người đang lầm lạc, có quá nhiều người đang phạm tội, có quá nhiều người đang sống sa đọa chỉ vì những cái mà họ xem, chỉ vì những cái mà họ đọc, chỉ vì những cái mà họ nghe ở trên mạng internet. Và tôi cũng có một tin vui cho anh chị, cũng có nhiều người đã gặp được Chúa Giêsu trên mạng internet, có nhiều người đã được gây dựng đức tin trên mạng internet bởi vì họ đã xem điều đúng, bởi vì họ đã nghe điều đúng, bởi vì họ đã đọc điều đúng. Amen.
hãy là những con người như vậy. Amen. Con chưa? Nếu như tình cờ anh chị em thấy những hình ảnh bất xứng nó hiện ra trước mắt anh chị em, ở trong cái điện thoại của anh chị em, ở trong iPad của anh chị em, ở trong máy tính bảng, ở trong TV mà có kết nối với Internet hay bất cứ một cái loại màn hình nào đó, nếu anh chị em tình cờ thôi nhìn thấy bất cứ một điều gì bất xứng, bất cứ điều gì mà anh chị em biết rằng Đức Chúa Trời không hài lòng, thì anh chị em làm gì? Anh chị em phải lập tức tắt nó đi, dẹp nó đi. Hãy can đảm làm điều đó, hãy làm điều đó vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Hãy làm điều đó vì sự vui lòng của Đức Chúa Trời. Amen. Con chị em, và hãy làm điều đó vì sự bảo vệ cho chính đời sống của mình. Amen. Con chị em, và không chỉ tắt nó đi, không chỉ dẹp nó đi, anh chị em phải làm gì nữa? Nhân danh Chúa Jesus Christ công bố khước từ những gì mình thấy, mình nghe, mình đọc mà nó không tốt đẹp. Amen. Anh chị em, khước từ những quyền lực ma quỷ nào mà có thể lợi dụng cái thứ đó để thâm nhập vào trong đời sống của mình. Amen. Anh chị em, và không chỉ khước từ lần đó, mà nếu như một lần khác, một lúc khác nó gợi lại, nó quay, nó chiếu chậm lại trong tâm trí anh chị em, hãy nhân danh Chúa Jesus Christ chiến đấu tiếp khước từ cho tới khi nào mà nó không còn ảnh hưởng gì ở trong anh chị em nữa. Amen. Anh chị em. Chà, trận chiến thuộc linh diễn ra ở bất cứ nơi nào, với bất cứ ai, và đặc biệt là những người tin kính Chúa. Tại sao mà Phaolô nói với Timôthê ở trong bức thư mà ông gửi cho Timôthê, đó là những cái ngày sau rốt này, cái thời kỳ cuối cùng này, thì chuyện gì xảy ra? Những người nào muốn sống cuộc đời tin kính Chúa bị cái gì? Hay là được cái gì? Xin thưa là ông không có được gì hết, mà những người đó sẽ bị bắt bớ, sẽ bị bắt hại, sẽ bị gây khó khăn, nhiều chuyện xảy ra. Đó là trận chiến thuộc linh. Tại sao? Bởi vì ma quỷ nó không muốn những con người tin kính Chúa được tự do để nói, được tự do để hành động. Vì nếu họ được tự do để nói, để hành động thì chẳng bao lâu cả thế giới lại tin Chúa hết. Đúng không anh chị? Tôi rất là ước ao được giảng cho càng nhiều người càng tốt. Tôi rất là ước ao được đứng trong một số hội thánh mà cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ có cơ hội đứng ở đó. Bởi vì những hội thánh đó có rất đông người, và tôi biết những hội thánh đó họ rất nguội lạnh, những sự nguội lạnh, những sự hâm hẳn đầy đến những hội thánh đó. Tôi biết là những con người đó bị dạy sai rất nhiều, họ thiếu năng quyền của Chúa, họ không có tình yêu thương, họ không có hy vọng, họ đầy tội lỗi. Tôi ước ao được đứng đó để giảng những lời công chính, để giảng những lời trong quyền năng Thánh Linh, để thay đổi những cuộc đời đó. Nhưng cho tới giờ phút này tôi chưa có cơ hội, bởi vì có quá nhiều sự ngăn trở. Có một vài lần tôi đã được mời đến các hội thánh đó, nhưng trận chiến thuộc linh diễn ra và có ai đó đã cướp mất lời mời đó. Tôi đã thật sự có một vài lần được mời, nhưng sau đó người ta báo lại cho tôi rằng có một cấp lãnh đạo cao hơn, sau khi biết là họ mời chúng tôi thì đã nói những điều rất tồi tệ và cấm không cho mời tôi đến. Đó là trận chiến thuộc linh đang diễn ra. Có những người mà chúng ta mong đợi họ đến đây, có những dấu hiệu rằng họ sẽ đến đây, chúng ta hy vọng là họ đến đây, nhưng mà cuối cùng có một điều đó diễn ra, tự nhiên thái độ họ thay đổi, họ không đến đây nữa, và họ không có cơ hội nghe phúc âm, họ không có cơ hội để có thể mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu trong cái thời điểm này. Bởi vì có một trận chiến thuộc linh đang diễn ra, có những kẻ đang bắn phá, có những kẻ đang ngăn trở, nó không muốn con người đã được nghe phúc âm, nó không muốn những người đã được cứu. Anh chị biết không? Ồ, nếu tôi thống kê thì không biết bao nhiêu lần cuộc đời tôi đã chứng kiến trận chiến thuộc linh diễn ra rất là tỏ tường. Có những người mà tôi làm chứng cho họ về Chúa Giêsu, tôi nói những điều sống động, những điều rất thực tế, tôi chia sẻ với họ về năng quyền cứu rỗi của Ngài, về tình yêu, về sự tốt lành của Ngài. Ồ, họ rất thích điều đó, họ đánh giá cao điều đó, và họ cũng muốn tiếp nhận Chúa nữa. Và anh chị biết chuyện gì xảy ra khi mà tôi sắp sửa dứt điểm không? Điện thoại reo lên liên tục. Trước đó điện thoại không nhiều reo lên, nhưng lúc đó điện thoại reo lên liên tục, điện thoại của họ đó reo lên liên tục, và có ai đó chạy đến kêu réo họ, có chuyện gì đó xảy ra, có những người tự nhiên bị chóng mặt, có những người tự nhiên nhức đầu, có những người bị đau bụng tiêu chảy, và họ nói thôi bây giờ không được, tôi phải thế này thế kia, tôi phải đi đây, tôi phải đi đó, tôi phải giải quyết việc này việc kia, và tôi không thể nhất định được. Đó là trận chiến thuộc linh đang diễn ra, anh chị biết không? Mỗi một buổi sáng Chủ nhật là một buổi sáng vô cùng nhạy cảm. Anh chị em có biết sáng Chủ nhật đối với Cơ Đốc nhân là một buổi sáng rất nhạy cảm không? Anh chị em có biết rằng các cặp vợ chồng Cơ Đốc nhân thường hay cãi nhau vào buổi sáng Chủ nhật không? Tại sao kỳ vậy? Nếu mà trong tuần 7 ngày ngày nào cũng cãi nhau và cãi luôn buổi sáng Chủ nhật thì cũng bình thường thôi, tại vì lúc nào cũng cãi nhau. Nhưng có cái lạ là nhiều cặp vợ chồng đã không cãi nhau ở trong ngày thứ hai, không cãi nhau trong ngày thứ ba, không cãi nhau trong ngày thứ tư,
không cãi nhau trong ngày thứ năm, không cãi nhau trong ngày thứ sáu, không cãi nhau trong ngày thứ bảy, nhưng sáng Chủ nhật bắt đầu cãi nhau. Anh chị em biết tại sao? Trận chiến thuộc linh đó. Tại sao? Vì ma quỷ nó không muốn chúng ta đi đến nơi thờ phượng Chúa trong sự hòa thuận, đúng không anh chị em? Ma quỷ nó biết nhiều lắm. Nó biết rằng nếu như chúng ta đến thờ phượng Chúa ở một hội thánh thật, được nghe những lời giảng đúng đắn và đầy năng quyền thánh linh, được ở trong sự thờ phượng thật, được hát những bài thánh ca, được sức dầu, được cầu nguyện ở trong đức tin, trong tinh thần hiệp nhất, trong tình yêu thương, thì chúng ta sẽ được phước. Amen chị em. Những nan đề chúng ta sẽ được giải quyết, bệnh tật ốm đau được chữa lành, nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Ma quỷ nó không muốn điều đó xảy ra. Chúa Giêsu nói rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để ban cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Ma quỷ nó xấu xa lắm, nó chỉ muốn cướp, giết và hủy diệt. Bất cứ lúc nào chúng ta có một điều tốt lành nào đó mà Đức Chúa Trời ban cho, ma quỷ nó dường như nói với nhau rằng nào hãy đến và cướp mất điều đó. Hội thánh chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu điều tức tưởi và thương đau. Tôi xin thưa với anh chị em rằng mỗi một cái sự kiện đó đều là một dấu ấn của chiến trận thuộc linh. Anh chị có thấy không? Có những lần mà tôi không thể nào quên. Giả sử như có một lần mà có một ba thanh niên vừa mới được nhóm họp một cách rất là mạnh mẽ và tích cực. Tôi và thầy Bảo được tặng quà bởi ba thanh niên một cách rất trân trọng, tặng một tấm thiệp, tặng một đoá hoa. Và mỗi một thành viên của ban thanh niên ghi những cái lời rất có cánh ở trong đó để khích lệ người thầy, người lãnh đạo của mình. Nhưng ngay sau đó tôi biết rằng chiến trận thuộc linh đã diễn ra một cách rất ác liệt. Và có những người đã không hiểu về chiến trận thuộc linh, có những người đã không nghe lời cảnh báo, có những người đã để cho cái tôi của mình trỗi lên và Satan lợi dụng nó. Và cuối cùng chúng ta không còn thấy cái điều tốt đẹp đã xảy ra nữa. Và có những lúc tôi đã thật sự khóc, rơi nước mắt. Chúa ơi, con mới vừa được an ủi một chút xíu, con mới vừa được khích lệ một chút xíu, bây giờ con giống như một người bị cụt hứng, một người bị hụt hẫng. Và chiến trận thuộc linh cứ diễn ra liên tục như vậy. Trong gia đình chúng tôi cũng vậy, và trong hội thánh chúng ta cũng vậy, và ở nơi này nơi nọ, tôi chứng kiến liên tục. Cứ mỗi một lần chúng ta có một điều tốt đẹp nào đó và chúng ta muốn làm chứng, chúng ta cảm tạ Chúa, thì sau đó có những điều tồi tệ, là những điều ngược lại xảy ra. Anh chị em thấy không? Có rất nhiều người đã bị trúng kế của Satan, bởi vì họ chỉ muốn chiến trận thuộc thịt và huyết, họ không hiểu về chiến trận thuộc linh. Anh chị em hãy mở ra với tôi trong Ephesians chương 6 từ câu 10 đến câu 20. Ephesians chương 6 từ câu 10 đến câu 20. Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài, để trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày bằng sự sẵn sàng của tinh lành bình an, luôn luôn dùng đức tin làm vững. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gương của thánh linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong thánh linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Cũng xin cầu nguyện cho tôi, để khi tôi mở miệng, Chúa cho tôi sứ điệp và tôi giảng dĩ công bố sự mầu nhiệm của tin lành. Vì tin lành ấy, tôi là sứ giả trong xiềng xích. Xin hãy cầu nguyện để tôi có thể giảng dĩ công bố tin lành ấy như tôi phải nói. Anh chị thấy rằng qua cái phần kinh thánh này, thì
Sứ đồ Phaolô đã nói rất là rõ ràng. Chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Nói tóm lại là chiến đấu chống lại các lực lượng khác nhau của ma quỷ. Đúng không chị em? Nhiều người trong chúng ta đã không hiểu điều này mà chúng ta cứ tranh đấu với nhau hoài. Từ trong gia đình chúng ta tranh đấu với nhau, rồi bước vào hội thánh chúng ta tranh đấu với nhau, rồi bước ra cộng đồng chúng ta tranh đấu với nhau. Cuối cùng thì tất cả những kẻ tranh đấu đó đều là những kẻ bị sứt đầu mẻ trán. Còn cái kẻ thù chính của chúng ta, kẻ thù khốn nạn mà đáng là chúng ta phải căm hận, nó đang nghiễm nhiên đứng đó một cái thông chấp. Và thậm chí trong thế giới tối tăm của nó mở tiệc ăn mừng. Mỗi lần chúng ta cãi nhau, nó vỗ tay, nó nói: cãi nó đi, hay thằng chồng nói hay đó, mày nói đau lắm á, nói nó đi, con vợ mà nó đau càng thêm. Con vợ mày nói móc méo hay quá, ô mày xỏ hay quá, mà nó bóng nó gió, mày xỏ hay quá, nói nó đi cho thằng chồng mày bị tổn thương. Và cứ thế chúng ta tranh đấu với nhau. Một lần nữa tôi nói với anh chị em, hãy xác định trong đầu của chúng ta là không có một ai là kẻ thù của chúng ta giữa vòng loài người cả. Amen. Amen, con chị em. Họ muốn coi chúng ta là kẻ thù, đó là quyền của họ. Nhưng nếu chúng ta là cái đốc nhân thật, là con cái thần của Chúa, đừng bao giờ coi bất cứ ai là kẻ thù, dù cho người đó có làm hại chúng ta bao nhiêu lần đi nữa. Amen, con chị em. Kẻ thù của chúng ta chỉ có hai. Một, tôi coi là nguy hiểm nhất, là cái tôi của ta, cái tôi của chúng ta. Và thứ hai là Satan và cái sứ giả của nó. Và nếu như cái tôi của chúng ta nó bị đóng đinh trên thập tự giá, cái tôi của chúng ta nó bị đè bẹp xuống, nó không có cơ hội phát triển, thì cái thằng Satan, cái lũ quỷ kia nó cũng khó lòng mà nó làm gì được chúng ta. Anh chị em hiểu không? Một lần nữa nhắc cho anh chị em hãy có sự cảnh giác về cái tôi của mình. Khi cái tôi chúng ta trỗi lên, đó là lúc mà ma quỷ có nhiều đất để hành động. Và khi cái tôi chúng ta bị đè bẹp thì nó sẽ loay hoay, nó không biết nó phải làm cái gì. Anh chị em hiểu không? Cho nên trước hết hãy cầu xin Chúa giúp đỡ để chúng ta xử lý chính cái tôi của mình, để chúng ta không bị ma quỷ lợi dụng. Thật sự trong tư cách một người lãnh đạo, có rất nhiều lúc anh chị em không hiểu nổi tâm trạng của tôi đâu. Buồn và khó lắm. Tôi đã nghĩ rằng, lần lúc tôi cứ nghĩ là giống như mình là người cô đơn duy nhất trên hành tinh này, nhưng không. Cuối cùng tôi phát hiện ra có những người khác họ cũng trải nghiệm giống như tôi. Và chính Chúa Giêsu đã từng rất cô đơn ở trong Kinh Thánh. Những người thật sự phục vụ Chúa theo đúng ý muốn của Ngài, không vụ lợi và luôn vì vương quốc Đức Chúa Trời, thì có những lúc mà họ phải trải nghiệm cái sự cô đơn. Các tiên tri của Chúa thường rất cô đơn, nếu như họ công bố những sứ điệp chân thật từ nơi Chúa, mọi người chống đối họ, mọi người coi thường những gì họ nói, mọi người không đánh giá cao ý kiến của họ. Rất nhiều chuyện xảy ra. Môi-se đã từng rất cô đơn. Ông chính là người khiêm hòa hơn tất cả những người ở trong Israel, và thậm chí là khiêm hòa nhất ở trong những con người trong thế gian này. Kinh Thánh đã nói. Nhưng mà rồi ông bị người ta nói là kiêu ngạo. Ông ta bị người ta nói là độc đoán, độc quyền. Và rồi hầu như tất cả những con người đó, trừ hai con người thôi mà tôi biết, đó là Joshua và Caleb, tất cả, kể cả Aaron, kể cả Miriam, những người thân của ông, cũng đã từng nổi lên chống lại ông, cho là ông kiêu ngạo, cho là ông thế này thế nọ. Và kết quả như thế nào anh sẽ biết rồi. Ông chưa từng bị Chúa phạt, ông chưa bao giờ bị Chúa đánh vì những cái điều như người ta nói về ông. Nhưng thay vào đó, dân Israel rất nhiều người đã chết, rất nhiều người đã bị đất hả ra mà nuốt chửng lấy họ, có người đã bị phong hủy khi chống lại Môi-se, vân vân. Môi-se đã rất cô đơn, Ê-li cũng đã từng rất cô đơn, Phao-lô cũng đã từng rất cô đơn. Có những lúc tôi cứ tưởng một mình cô đơn, nhưng rồi tôi đọc Kinh Thánh và tôi thấy những đầy tớ Chúa thật xung quanh tôi, và tôi chẳng nhận ra rằng đó là cái giá phải trả của những con người muốn phục vụ Chúa một cách trung kiên. Đó là cái giá phải trả khi chúng ta đối diện với chiến trận thuộc linh, và chúng ta cần phải chấp nhận nó ở trong sự thỏa lòng, bởi vì Chúa có ý định tốt lành khi cho phép điều gì đó tưởng chừng như không tốt đẹp xảy ra trong đời sống của chúng ta. Amen, con chị. Gần đây tôi nghe một số diễn giả, và tôi biết là họ là những người chủ trương sống đời sống công chính. Tôi bắt gặp những cái quan điểm của họ, tôi bắt gặp cái lối sống của họ qua cái sự giảng dạy của họ, và tôi cảm nhận sự đồng cảm, tôi cảm thấy mình có đồng minh và tôi vui lắm. Và họ cũng nói rằng
có những lúc họ rất cô đơn, có những lúc họ cảm thấy rất là oan ức, bởi vì họ muốn đem điều tốt đẹp đến cho dân sự của Chúa, nhưng bằng cách nào đó ma quỷ đã lừa dối dân sự của Chúa trong chiến trận thuộc linh và khiến cho dân sự của Chúa nghĩ về họ một cách xấu xa, xa lánh họ, rời bỏ họ. Và kết quả là gì? Kết quả là chính những con người xa lánh, rời bỏ một cách sai trật đó, đời sống của họ phải chuốc lấy những hậu quả tồi tệ. Còn các tôi tớ của Chúa vẫn cứ tiến lên một cách mạnh mẽ, vẫn được phước của Chúa. Chúa là đấng công bằng. Amen chị em. Có những lúc tôi rất là đau lòng vì nghe ai đó trong hội thánh nói rằng mục sư nói sai rồi, cái người mà đã bỏ đi đó nói với tôi là hiện giờ người đó đang sống rất hạnh phúc. Tôi biết đó là một thông tin sai, nhưng đương nhiên có những lúc chúng ta biết, nhưng mà chúng ta phải chờ để có những bằng chứng thì lúc đó người ta mới tâm phục khẩu phục. Và chỉ một thời gian ngắn sau bằng chứng đã đến. Thật đau lòng cho một người lãnh đạo như tôi, khi mà tôi đã từng cưu mang cho ai đó, khi mà tôi đã từng mong đợi người đó chiến thắng ở trong chiến trận thuộc linh và được Chúa cất nhắc lên, bây giờ thì kết cục ngược lại. Cái người mà người ta nói là đang sống tốt đẹp, cái người mà đã rời bỏ hội thánh trong cái mà tôi nhận định là sai trật đó, thì đang sống tốt đẹp như thế nào? Thưa anh chị em, sống tốt đẹp theo cách là quan hệ tình dục trước hôn nhân và có bầu trước khi kết hôn, và thế là phải đám cưới để chạy bầu. Cái đó là tốt đẹp sao? Và nhiều điều tức tưởi nữa xảy ra, một người lãnh đạo tôi đau đớn trong trái tim. Tôi muốn gào thét lên với tất cả anh chị em rằng chiến trận thuộc linh diễn ra, anh chị em không biết sợ. Sao mà anh chị em ngờ nè, sao mà anh chị em ngơ ngáo quá vậy? Sao mà anh chị em chủ quan quá vậy? Sao anh chị em kiêu ngạo vậy, không chịu lắng nghe những lời thật, để rồi cuối cùng cuộc đời anh chị em là như vậy sao? Có những cô gái mà lẽ ra họ trở nên tốt đẹp ngay trong hội thánh này, đang nhận được những điều tốt đẹp, và thậm chí trước đó đã kinh nghiệm và làm chứng những điều tốt đẹp, nhưng sau đó họ đã thất bại trong chiến trận thuộc linh. Họ đã không hề ý thức về chiến trận thuộc linh. Họ đã không tin vào lời của Chúa, lời của người lãnh đạo của mình là người đã trích dẫn từ lời của Chúa để dạy dỗ cho mình, và họ đã làm theo ý riêng, và cuối cùng họ tự hủy hoại đời sống mình. Họ không còn là một cô gái được phước nữa, mà trở thành một người đàn bà đang lâm vào cảnh bất hạnh. Và những ngày tới sẽ thấy những điều còn kinh khủng hơn nữa. Sách Châm Ngôn nói đi nói lại cái câu này: những ai không chịu nghe lời của trách sẽ sụp đổ thình lình. Những lời của trách đó không phải của những người ác ý, những lời của trách đó không phải của những con người ganh tị với bạn, nhưng mà những lời của trách Sách Châm Ngôn nói đó là những lời của trách của những người yêu thương bạn, của những người có trách nhiệm. Họ nhận thấy họ có trách nhiệm. Có thể là bạn không nghĩ rằng họ có trách nhiệm trên đời sống của bạn, nhưng họ tự thấy mình có trách nhiệm trên đời sống của bạn. Họ đã chiến đấu cho bạn, họ quấy trách bạn chỉ vì yêu thương bạn, nhưng bạn nghĩ rằng đó là vì cái này vì cái kia theo cái cách suy nghĩ của bạn, và bạn đã rời xa khỏi quỹ đạo tốt lành. Kết quả sụp đổ thình lình. Có những lúc tôi suy nghĩ cái câu này giống như người đời hay nói: công ăn sức tết nuôi cò, cò ăn cò lớn, cò giò cò bay. À, nếu mà nó giò nó bay được thì tôi cũng vui. Nhưng thật ra thì có những lúc mình cảm thấy rất là công cốc khi mà mình đã đầu tư cho những con người, nhưng mà cuối cùng thì cái hậu quả như thế nào? Tôi thách thức anh chị em tìm hiểu 100% những người đã từng nổi loạn và rơi khỏi hội thánh này, thì 100% trừ những người sau đó có sự ăn năn, 100% những người đó đang sống trong tình trạng thuộc linh tồi tệ. Có thể bạn nói với tôi rằng một sự sai, tôi thấy có những người đang rất giàu. Giàu không hẳn là một phước hạnh tốt lành. Nếu bạn nói như vậy thì rất nhiều cơ đốc nhân đã không được phước bằng người thế gian. Người thế gian đang rất được phước sao? Có những người thế gian đang rất được phước thì họ đang rất giàu sao? Cái giàu đó như thế nào còn phải xét nữa. Anh chị em hiểu không? Cái điều mà chúng ta cần phải xét là cái tâm linh. Một người chỉ thật sự được phước khi cái tâm linh của họ đúng trước mặt Đức Chúa Trời. Amen các con chị. Một người chỉ thật sự được phước khi họ đang trong dòng chảy của Thánh Linh. Amen các con chị. Một người chỉ được phước khi họ đang đi trong quỹ đạo của Chúa Giêsu. Amen các con chị. Đừng nói với tôi, đừng cố thuyết phục tôi rằng có ai đó được phước mà lại không có Chúa Giêsu trong đời sống. Đừng cố thuyết phục tôi rằng có ai đó được phước mà lại không sống một đời sống yêu mến kính sợ Chúa. Đừng nói với tôi rằng một người quan hệ tình dục trước hôn nhân rồi đi vào một cái đám cưới sai trật chỉ vì cái bụng ngày càng lớn hơn mà được phước. Đừng cố nói với tôi điều đó. Đó là sự giả dối lấp liếm
để che đậy cho cái điều sai của mình và để cái tôi của mình thỏa mãn mà thôi. Có ai đó đáng ra mà phải quỳ mọc xuống và ăn năn trước mặt Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con sai rồi, con đã phạm tội với Chúa, với hội thánh, với người lãnh đạo. Có ai đó lẽ ra và phải quỳ mọc xuống và nói: Chúa ơi, xin tha thứ cho con đã phạm tội tạp nhập. Chúa ơi, con đã kiêu ngạo, con đã không nghe lời dạy, con đã không nghe lời cáo trách đúng của người lãnh đạo con. Con đã nghe theo những sự lừa dối và bây giờ cuộc đời của con đầy tội lỗi. Chiến trận thuộc linh diễn ra từng giây từng phút. Và chúng ta cần phải học nhiều điều. Tôi là chồng, tôi là cha, tôi là người lãnh đạo, nhưng tôi thấy mình hơn ai hết phải học về chiến trận thuộc linh và học về sự khiêm nhường thật. Tôi không muốn nói đến sự khiêm nhường giả tạo, vì có những người đang cố tạo một cái lớp vỏ khiêm nhường bên ngoài bằng những cái lời nói có vẻ khiêm nhường, nhưng thật ra họ rất kiêu ngạo. Tôi muốn học sự khiêm nhường thật để kiên trì chờ đợi. Phải học điều đó mỗi ngày và phải nhờ cậy Chúa. Nếu Thánh Linh không giúp đỡ chúng ta, nếu lời Chúa không thật sự ở trong chúng ta không làm được đâu anh chị, rất là khó. Hãy suy nghĩ về những gì diễn ra trong một gia đình cơ đốc. Khi có một sự bất đồng ý kiến xảy ra, người vợ đã làm gì? Người chồng đã làm gì? Họ đã nói gì? Thái độ họ đã làm sao? Có rất nhiều sự xung đột trong các gia đình hiện nay và kể cả trong nhiều gia đình cơ đốc. Và thậm chí có những điều chẳng đáng để xung đột, nhưng mà nó xung đột. Bởi vì cái tôi mỗi người chúng ta lớn quá và chúng ta lại không ý thức về chiến trận thuộc linh. Chúng ta không ý thức rằng kẻ thù nó luôn luôn nó lãng vãng, nó đeo bám chúng ta và nó luôn luôn chờ cơ hội để nó nốt chúng ta. Hãy xem những gì mà sứ đồ Phi-e-rơ nói ở trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 từ câu 8 đến câu 11. Mở ra với tôi. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù anh em là ma quỷ, như sứ tử gầm thét đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình. Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em. Nguyện quyền tể trị thuộc về Ngài đến đời đời vô cùng. Amen. Sứ đồ Phi-e-rơ đã có một cái sự cảnh báo. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Hãy ý thức rằng luôn luôn có ít nhất một con quỷ, nó luôn tìm cách đeo bám anh chị em. Bất cứ nơi nào anh chị em đi, trong bất cứ một thời gian nào, hãy ý thức điều đó và đừng có mất sự cảnh giác của mình. Hãy cẩn thận trong suy nghĩ của mình, hãy cẩn thận trong lời nói của mình, hãy cẩn thận trong cách hành động của mình. Và nếu một lúc nào đó tôi và anh chị em vì sự bất toàn của con người mà đã sai trong suy nghĩ, đã sai trong lời nói, sai trong hành động, thì đừng có kiêu ngạo đến đó cố biện minh bào chữa cho cái sai của mình. Hãy ăn năn trước khi đã quá muộn. Amen con chết. Có nhiều người mà cái tiếng xin lỗi nó khó thốt ra từ môi miệng họ. Tôi nói thẳng đó là những con người cái tôi quá lớn và thậm chí kiêu ngạo. Cũng vậy, có nhiều người khó nói lời cảm ơn đó, cũng là cái tôi của họ. Những người mà rất dễ cảm ơn, rất dễ xin lỗi một cách chân thành, tôi còn nói những người lẻo mép. Những người mà rất dễ cảm ơn, rất dễ xin lỗi, tức là một cách chân thành, một cách đúng đắn. Những người mà sẵn sàng xin lỗi khi cần phải xin lỗi, những người sẵn sàng cảm ơn khi cần phải cảm ơn, đó mới là những con người đang học biết sự kiên nhẫn. Làm mấy con chị? Hãy coi lại cách sống giữa vợ chồng ở trong gia đình. Anh chị em có vâng lời Chúa để học cái sự nhịn nhục, cái sự tha thứ chứ? Hay là chúng ta cứ muốn tranh cái phần đúng về mình rồi chúng ta cứ cay cú? Người chồng chúng ta nói một cái câu không hài lòng chúng ta cay đó, ta bỏ ăn, chúng ta muốn bỏ nó luôn. Ngược lại, người vợ của chúng ta nói một cái gì làm gì không hài lòng chúng ta cũng như vậy. Và rồi mỗi một buổi sáng Chủ nhật luôn luôn có chuyện gì đó xảy ra. Có những gia đình đi trễ cũng chỉ bị lục đục trên đường đi đến đấy. Có những người đi trễ vì lục đục ngay từ nhà, và thậm chí có những người lục đục từ trước đó nữa. Hãy ý thức rằng chiến trận thuộc linh nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Hãy ý thức rằng
kẻ thù của chúng ta là Satan. Nó rất căm ghét, nó rất ganh tị với chúng ta. Nó không muốn chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa đổ xuống trên đời sống chúng ta, trên gia đình chúng ta, trên hội thánh. Nó không muốn hội thánh phát triển. Nó không muốn có nhiều người được cứu. Nó muốn càng nhiều người ở trong địa ngục với nó càng tốt. Nó biết rằng một ngày nào đó nó sẽ bị ném ở trong địa ngục, và nó nói rằng ta muốn tất cả chúng mày chết chung với ta. Bất cứ lúc nào ở trong gia đình mà vợ chồng có sự bất đồng ý kiến với nhau, thôi nài xin anh chị em, đừng có cố tranh đấu, đừng có cố tỏ ra cái tôi của mình, đừng có tức giận, đừng có cay đắng, đừng có làm những cái cách thức này, cách thức nọ để cho người kia thấy rằng mình không hài lòng, làm cho bỏ ghét. Không, hãy học cái điều mà một sư anh chị em có thể làm được ngày hôm nay. Anh chị em có biết mỗi lần tôi nghe cái mùi của sự xung đột thì tôi làm gì không? Tôi không bao giờ đứng đó để cản. Tôi lập tức tìm cái nơi của tôi. Tôi cầu nguyện với Chúa. Trong tình yêu thương, tôi không có kiện cáo người phối lỗi của tôi trong lúc tôi cầu nguyện. Có nhiều người nói cầu nguyện thật ra chỉ là những giờ mình kiện cáo thôi, kiện cáo nhau thôi. Ôi Chúa ơi, con vợ con rất là tồi tệ. Chúa ơi, thằng chồng con rất là tồi tệ. Cái đó không phải là cầu nguyện, đó là kiện cáo. Chúng ta đang đứng vào cái chỗ của Satan. Satan là kẻ kiện cáo đúng không? Vậy thì bạn đừng có trở thành kẻ kiện cáo, mà nó không khéo bạn nó thành con của nó rồi đó. Hãy đổ nước mắt ra trong tình yêu thương. Chúa ơi, con không làm cho vợ con hiểu được, nhưng Chúa có thể làm được. Xin Chúa hãy làm. Chúa ơi, con không làm cho chồng con hiểu được cái vấn đề này, nhưng mà Chúa có thể làm được. Chúa ơi, con không thuyết phục được vợ con, nhưng Chúa có thể thuyết phục. Chúa ơi, con không thuyết phục được chồng con, nhưng mà Chúa có thể thuyết phục. Anh chị em làm được không? Tôi biết nhiều người chưa làm được, nhưng hãy tập làm. Cái gì cũng phải tập. Nếu chúng ta không tập thì sẽ không có ngày mà chúng ta làm cách thuần thục đâu, đúng không anh chị em? Từ thuở ấu thơ chúng ta đã phải tập rất nhiều thứ phải không? Chúng ta tập sử dụng đũa, tập sử dụng muỗng, sử dụng tô chén, tập điều này tập điều kia, và chúng ta cứ làm, chúng ta phải khởi sự làm và tiếp tục làm, thì đến một ngày nào đó chúng ta mới thuần thục được. Amen con chị em. Tại sao những cái điều xấu chúng ta lại tập cho đến khi nghiện ngập? Chẳng hạn như hút thuốc, tập cho đến khi nghiện thuốc, uống rượu tập cho đến khi nghiện rượu, chơi ma túy tập cho đến khi nghiện ma túy. Nhưng mà tại sao những điều tốt chúng ta không chịu tập? Hãy tập. Bất cứ lúc nào mà tôi có một biểu hiện nóng này thì Thánh Linh ở trong tôi sẽ nhắc nhở tôi. Và tôi không chống lại Thánh Linh, tôi không nói Thánh Linh là Ngài sai rồi. Tôi sẽ đồng ý với Ngài: Chúa ơi, con nóng nảy, thôi con cần Chúa giúp con để con bớt nóng nảy và con có thể triệt tiêu hoàn toàn sự nóng nảy trong con. Chúa ơi, xin giúp con mềm mại hơn. Con đã mềm mại hơn ngày hôm qua, nhưng con vẫn thiếu mềm mại, con cần phải học thêm sự mềm mại. Có nhiều người trong chúng ta chỉ biết chỉ tay vào người khác, nói người khác, nhưng thật ra chính cái điều chúng ta đang chỉ tay vào, chúng ta tệ hơn người khác. Chúng ta phải biết xấu hổ, vì chúng ta không đủ tư cách để nói người khác khi mà chúng ta làm tệ hơn người khác, đúng không anh chị em? Những người mà thường hay chỉ tay vào người khác, chỉ trích người khác một cách cá nhân, thậm chí lan mạ người khác, đó là những người rất là kiêu ngạo và những người rất là ngu dốt thuộc linh. Những người mà anh chị em không bao giờ nghe họ mất thời gian đi chỗ này chỗ nọ nói xấu người khác, mà họ lúc nào cũng tập trung vào công việc của Đức Chúa Trời, đó mới là những người thật của Chúa. Còn những người mà quá rảnh công việc của Chúa thì chả bao giờ có thì giờ làm, nhưng mà cái đi nói xấu người khác, chỉ trích người khác thì lúc nào cũng có thì giờ, thì đó là những kẻ kiêu ngạo, những kẻ bẩn thỉu. Cơ đốc nhân không thể là một kẻ bẩn thỉu được. Hãy gớm ghét những gì Đức Chúa Trời gớm ghét, hãy yêu những gì mà Đức Chúa Trời yêu. Amen con chị em. Anh chị em có thể ghi nhận nhiều phần kinh thánh mà tôi đọc về nhà xem. Sáng Thế Ký chương 3, chương 4 hôm nay tôi nói rồi. Anh chị em có thể xem Gió chương 1 và chương 2. Anh chị em có thể xem Matthew chương 4. Anh chị em có thể xem Mark chương 4 câu 35 cho đến chương 5 câu 20. Anh chị em có thể xem Công Vụ Các Sứ Đồ chương 16 từ câu 16 đến câu 40. Anh chị em có thể xem Ê-phê-sô chương 4 từ câu 26 đến câu 27. Anh chị em có thể xem Giăng Nhất chương 4 từ câu 1 đến câu 6. Và anh chị em có thể xem Khải Huyền chương 20 từ câu 1 đến câu 10. Anh chị em không có cần phải là anh chị em là không kịp đâu. Xem lại video, hoặc là anh chị em có sổ thì ghi chú thật nhanh, và không ghi kịp thì xem lại video. Và về hãy đọc tất cả những phần kinh thánh này đều đề cập đến ma quỷ.
đều đề cập những công việc của ma quỷ mà chỉ chúng ta thấy có một trận chiến phục linh đang diễn ra rất thật, và đừng có cố để tự lừa dối mình mà cách nói rằng không có trận chiến phục linh nào cả. Cuối cùng chúng ta cứ đổ lỗi cho con người. Những người mà nó không có trận chiến phục linh nào cả là những người sẽ đổ lỗi cho người này người kia. Cứ đổ lỗi cho cha, đổ lỗi cho mẹ, đổ lỗi cho chồng, đổ lỗi cho vợ, đổ lỗi cho con cái, đổ lỗi cho mục sư của mình, đổ lỗi cho các tín hữu hội thánh của mình, đổ lỗi cho hàng xóm, bà hàng xóm, đổ lỗi cho đồng nghiệp. Và sẽ luôn đổ lỗi. Nhưng những người ý thức và chiến trận thực lực, họ sẽ không bao giờ sống như một người đổ lỗi. Nhưng mà họ sẽ luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt yêu thương và thông cảm. Dù cho người ta có hiểu lầm mình, dù người ta làm thiệt hại mình, người ta có thái độ thế nào đi nữa, thì mình sẽ có đủ sự mềm mại và khiêm nhường thật để không có chống lại người ta. Mình sẽ đi tìm cái chỗ để mình tương giao với Chúa, mình sẽ đi tìm cái chỗ để công bố vẻ đẹp cái công việc của ma quỷ, để đẩy lùi sự tấn công của ma quỷ ở trong cái trận chiến phục linh này, và sẽ thấy được sự chiến thắng từ nơi Đức Chúa Trời. Amen. Hãy học. Có quá nhiều điều chúng ta phải học. Tôi ước ao rằng tôi và anh chị em sẽ thật sự là những con người học biết sự khiêm nhường, không phải là những con người khiêm nhường nơi cái miệng của mình, mà là khiêm nhường bằng chính đời sống thật của mình. Amen con chị em. Lời của Chúa Giêsu đã nói một trong những cái điều, một trong cái phước mà Chúa đã công bố ở trong bài giảng trên núi, đó là phước cho những người làm cho người ta hòa thuận, vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thật sự là con của Đức Chúa Trời thì sự hòa bình, sự bình an của Chúa ở trong nội tại của chúng ta. Và chính vì nó ở trong nội tại của chúng ta cho nên chúng ta sẽ rất là dễ dàng sống hòa thuận với mọi người. Amen con chị. Và nếu như có ai đó cố tình làm cái chiến tranh xảy ra theo hướng tiêu cực, thì chúng ta là những người có đủ tình yêu, có đủ năng quyền, có đủ kiến thức, đủ kinh nghiệm để có thể đem sự phục hòa trở lại. Amen con chị. Nếu mỗi một cặp vợ chồng, mỗi một gia đình đều có sự yêu mến kính sợ Chúa, đều hiểu rõ về ma quỷ, về những công việc của ma quỷ, ý thức về chiến trận thuộc linh, thì tôi có thể nói một cách mạnh dạn với anh chị em rằng anh chị em sẽ ít khi cãi nhau. Và giả sử nếu như cái sự cãi nhau xảy ra, anh chị em sẽ giải quyết trong cách rất là nhanh chóng và ổn thỏa. Amen con chị em. Còn nếu không thì càng ngày càng chồng chất, càng ngày càng chồng thêm những sự bất đồng ý kiến, càng ngày càng chồng thêm những sự xung đột và mâu thuẫn, càng ngày càng chồng thêm những sự tức giận và cay đắng. Và rồi chúng ta sẽ thấy kết cục thật là tồi tệ, chúng ta gọi là kết đắng. Tôi rất buồn bởi vì có đôi khi ở trong cơ đốc giới này, ở đây và ở đó, tôi nghe những người chồng gọi vợ là mày, là xưng tao. Rồi có thể nhẹ hơn, những cái lời ông với tôi, bà với tôi, nếu mà cái cách đó có những người nói trong tình yêu thương, nhưng mà có những người thì đang nói theo một cái cách mà nó không yêu thương chút xíu nào cả, nói một cách rất là gắt gỏng, đúng không? Thôi bà, ông thế này bà thế kia, lúc nào ông với bà, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên suy nghĩ một cách xưng hô hợp lý nào đó ở trong mối quan hệ hôn nhân và gia đình của chúng ta, để nó chuyển tải được cái tình yêu thương, để cho người phấn ngẫu chúng ta thấy rằng chúng ta tôn trọng, chúng ta yêu thương, chúng ta trân quý họ. Amen con chị em. Có một số cách mà tôi rất khuyến khích anh chị em xưng hô với nhau. Vợ chồng chúng tôi thì xưng hô vợ chồng, khi nào nó anh em là có chuyện rồi đó. Thật sự là mỗi lần mà vợ tôi chuyển qua kêu anh là tôi biết là có chuyện rồi. Và khi nào nó trở thành vợ chồng thì tôi biết lúc đó mới là cái sự phục hòa đã trở lại. Và tôi thấy có một số người trong hội thánh là cũng gọi là vợ chồng, tôi thấy tốt. Cái quan trọng là trong cái tấm lòng chúng ta, nhưng mà cái cách xưng hô của chúng ta đôi khi nó cũng nói lên rất là nhiều điều. Và nếu như ngày hôm nay chúng ta mình ơi thì cũng tốt ha. Tôi thấy ngày xưa thì nhiều cặp vợ chồng, đặc biệt những cặp vợ chồng già, mình ơi à, mình ơi cũng hay, suy nghĩ nó hay à, mình ơi nó rất là triều mến. Nhưng mà đừng bao giờ mày với tao nha, dù cho nó tức giận như thế nào. Thật sự mà nói, có những lúc nào mà tôi và anh chị em đã như vậy thì chắc chắn chúng ta cần phải ăn năn với Chúa, và chúng ta phải khứ từ những điều đó đi. Amen anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em phải biết rằng đằng sau những điều tốt đẹp mà chúng ta nhận được từ nơi Chúa, đằng sau những lời chứng của chúng ta, đằng sau những sự cảm tạ của chúng ta, thì chiến trận thuộc linh sẽ diễn ra một cách ác liệt. Chúng ta cần phải chấp nhận cái thực tế này để rồi chúng ta có thể chiến thắng. Amen con chị em. Đừng để ma quỷ cướp mất những lời chứng của chúng ta. Không khác một lúc nào đó các anh chị em hội thánh HTS sẽ nói với nhau rằng đừng bao giờ lên làm chứng.
đừng bao giờ lên cảm tạ Chúa, đừng bao giờ lên hát tôn vinh Chúa. Bởi vì nếu chúng ta làm điều đó thì trong tuần chắc chắn sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra. Anh chị em nghe tôi nói nè, tôi không đảm bảo với anh chị em là sau khi anh chị em làm chứng trong tuần không có chuyện tồi tệ xảy ra với anh chị em, bởi vì tôi cũng không đảm bảo cho chính tôi. Tôi không đảm bảo với anh chị em là sau khi anh chị em cảm tạ và hát một bài hát tôn vinh Chúa với tất cả tấm lòng của mình thì trong tuần không có chuyện tồi tệ xảy ra. Tôi không đảm bảo với anh chị em, nhưng tôi đảm bảo với anh chị em là chúng ta sẽ chiến thắng bởi huyết chiên con và lời làm chứng. Amen anh chị em. Chúng ta sẽ chiến thắng bởi sự cảm tạ và tôn vinh Chúa của chúng ta. Amen anh chị em. Chúng ta sẽ thấy được sự chiến thắng mà Chúa ban cho chúng ta bởi vì Chúa của chúng ta vẫn để kịp. Amen. Hãy chú ý tôi đọc lại cái câu này ở trong Phi-líp thứ nhất, câu số 11. Nguyện quyền tể trị thuộc về Ngài đến đời đời vô cùng. Amen. Điều này rất quan trọng, thật là quan trọng, để tôi nhắc anh chị một lần nữa này, Chúa của chúng ta tể trị. Amen anh chị em. Và vì Ngài tể trị cho nên anh chị em hãy tin rằng bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta đều không nhằm mục đích dìm chết cuộc đời của chúng ta. Chúa không có cái mục đích đó, nhưng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Hãy nói với người bên cạnh là mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời. Anh chị em cần ý thức rằng Chúa cho phép chiến trận thuộc linh diễn ra, đúng không? Nếu Chúa không cho diễn ra thì nó diễn ra không? Chắc chắn không. Nhưng Chúa cho phép chiến trận thuộc linh diễn ra. Và anh chị có tin rằng nếu Chúa cho phép thì ắt phải có điều gì tốt lành đằng sau đó không? Amen anh chị em. Đó là cách mà tác giả Thi Thiên nói rằng ngài tỏ tay tôi đánh nhạc đến nỗi tay tôi dương nổi cũng đông. Amen anh chị em. Ồ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Hãy học những cái tấm gương từ Kinh Thánh. Hãy học nơi David, người đã tin cậy Chúa, đã can đảm để chấp nhận lời thách thức của Goliath. Và Chúa đã ban cho David sự chiến thắng, bởi vì Ngài là đấng tể trị, Ngài có quyền trên sinh mạng con người. Amen con chị em. Ngài có quyền trên sức khỏe. Amen con chị em. Trận chiến diễn ra ác liệt, nhiều kẻ hàng ngát bỏ chạy, nhưng David không bỏ chạy, David xung phong tình nguyện giao cả cạc, và David là người chiến thắng. Amen con chị em. Cảm ơn Chúa. Hôm nay có rất nhiều tên khổng lồ vô hình nó đang tấn công cuộc đời của chúng ta, nhưng anh chị đừng sợ, bởi vì đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Amen anh chị em. Đó là điều được chép ở trong Giăng thứ nhất chương 4. Cảm ơn Chúa. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Kẻ ở trong thế gian mà phần Kinh Thánh nó đang ngụ ý không ai khác hơn chính là Satan, là đại diện cho thế lực gian ác. Và nếu như chúng ta thắng được cái tên trùng đó thì đương nhiên chúng ta thắng cái thằng ngã nhất ở dưới chứ, đúng không anh chị em? Amen. Amen. Hãy chấp nhận sự thật về chiến trận thuộc linh đang diễn ra từng giây phút trong cuộc đời của chúng ta. Và hãy nghe này, tôi sẽ chuẩn bị cho anh chị em một tinh thần để nếu cần phải chịu khổ. Không có ai muốn mình bị bắt bớ, bị tù đày. Không có ai muốn mình chết vì bị người ta giết. Không có ai muốn đối diện với những khó khăn, với những thử thách. Nhưng trong thực tế, trong sự cho phép của Đức Chúa Trời, trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời đến cuộc đời của chúng ta, rất có thể những điều tương tự như tôi nói sẽ xảy đến với anh chị em trong ngày mai. Có ai đó có thể vào tù bởi vì mình nói về Chúa cho người khác. Có ai đó bị đánh đập. Có ai đó bị người thân của mình ghét bỏ, thậm chí đuổi ra khỏi nhà. Trận chiến thuộc linh sẽ diễn ra theo cách này hay cách khác, bởi vì ma quỷ muốn ngăn chặn anh chị em. Nhưng thưa anh chị em, tôi ước ao rằng anh chị em có một cái tâm lý sẵn sàng, một tấm lòng sẵn sàng, để dẫu cho những cái tình huống đó xảy ra thì anh chị em sẽ không nao núng, không sợ hãi, không lùi bước, không chối bỏ Chúa. Nhưng mà anh chị em sẽ vẫn tự hào ngẩng mặt lên trời và nói rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của tôi. Tôi sẽ mãi mãi tin cậy Ngài. Tôi sẽ mãi mãi thờ phượng Ngài. Dù tôi ở tù tôi cũng sẽ tin cậy Chúa. Tôi sẽ tiếp tục thờ phượng Chúa. Và giống như Phao-lô và Si-la, tôi hoàn toàn có thể kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa. Amen. Amen anh chị em. Và dù cho ai đó giết chết tôi không sợ, bởi vì Chúa có nói với tôi rằng đừng sợ kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ đấng có quyền bỏ cả linh hồn lẫn thể xác xuống địa ngục. Amen. Nếu chúng ta thật sự hiểu những điều đó và tin thì chúng ta sẽ không bao giờ run rẩy, không bao giờ sợ hãi, và chúng ta không bao giờ thỏa hiệp. Amen con chị em. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chiến trận thuộc linh diễn ra từng giờ, từng phút, từng giây. Rất có thể trong suốt bài giảng của tôi từ nãy giờ,
chiến trận thuộc linh đang diễn ra mà tôi không biết cụ thể nó là gì. Có thể có những người đang cảm thấy tức ân ác trong lòng, tự nhiên thấy ghét cái thằng cha thiên ân này ghê gớm. Đó là điều mà tôi thỉnh thoảng lại nghe người khác nói sau khi họ được giải cứu, họ nói rằng một sư biết không, lúc trước tôi ghét một sư ghê lắm. Bữa trước có chị ta này là một trong những người vậy, tôi ghét một sư gai, nói gì ra nghe cái giọng nó là thấy gai đủ thứ. Nhưng mà khi được Chúa giải cứu xong rồi, cái quyền lực tối tăm nó không còn đè nặng trên mình, nó không lừa dối mình nữa, thì tự nhiên thấy thương một sư thiên ân. Chính là thuộc linh đó anh chị. Tôi đã nghe rất là nhiều người họ nói là trước đây họ ghét tôi và bây giờ họ yêu thương tôi, bởi vì có sự đa thắng trong chiến trận thuộc linh. Và bên trong kia có ai đó có thể rất là bực bội khi nghe tôi giảng, hiểu rằng chiến trận thuộc linh đang diễn ra đó. Thay vì tức giận một sinh tiếp thì làm gì anh em? Nhận danh Chúa Jesus Christ. Cái sự tức giận ghét bỏ này đối với một sự phạm thiên ân phải chấm dứt hoàn toàn, rời khỏi ta ngay trong danh Chúa Jesus Christ. Cái linh tức giận, nó linh ghét này phải cút khỏi ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Amen anh chị em. Hãy chiến đấu, hãy chiến đấu. Đó là điều mà sứ đồ Phaolô đã nói ở trong chương 6 của thư Ê-phê-sô. Chúng ta hãy mở lại và xem cách mà ông dạy chúng ta chiến đấu. Hãy xem cách mà ông dạy chúng ta chiến đấu. Cuối cùng anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Trước hết chúng ta cần phải nhờ sức toàn năng của Chúa chứ không phải dựa vào cái sức riêng của chúng ta. Amen con chị. Nếu mà dựa vào sức riêng thì chúng ta giống như cái bà mà mặc cái hồ thu của chúng ta đó, bà cứ tự giám thị, bà cứ lảm nhảm rồi tâm hồn của mình bình tĩnh như mặt nước hồ thu. Và thế là bà cầm cự được trong một giai đoạn, nhưng một hôm bà tức quá bà chịu không nổi, ông chồng của bà là con bà làm cái điều mà nó nghịch với ý muốn của bà, khi bà sổ ra một cái bây giờ không có mặt nước hồ thu gì hết, bà gặp lên một con hồ và bà làm tay quay ra hết luôn, mọi người sợ quá chạy rồi bỏ ra chạy luôn. Chúng ta không thể nhờ sức riêng của mình mà chúng ta phải nhờ đến sức toàn năng của Chúa. Amen con chị. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để trong ngày tai họa anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Tôi hỏi anh chị một câu, những khí giới của Đức Chúa Trời mà Phaolô bảo chúng ta phải trang bị nó nằm ở đâu? Anh chị phải biết nó nằm ở đâu để mà lấy. Nằm ở đâu? Nói lớn cho tôi nghe, nằm ở đâu? Những khí giới của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần phải trang bị nằm ở đâu? Nằm ở trong Kinh Thánh. Hãy giơ cái thánh anh chịm lên. Hãy giơ cái thánh anh chịm lên. Giống như một cách để tự nhắc nhở mình rằng những khí giới nằm ở đây. Hả mẹ con chị? Nhưng mà tôi mở mặt thêm, nằm trong Kinh Thánh chứ không phải quyển Kinh Thánh là khí giới. Tôi biết có một mục sư nọ, ông bự quỷ là ông cứ dùng Kinh Thánh ông đọc người ta mà cuốn Kinh Thánh bự lắm. Ông đó là một ông Mỹ, ông ở tiểu bang Virginia. Và tôi biết ông biết rất là rõ và thậm chí đã từng thờ phượng Chúa chung với ổng, và có một cái ca mà tôi thấy ổng đuổi quỷ và tôi rất là tức cười, ổng không đuổi quỷ được mà ổng cứ lấy cái quyển Kinh Thánh ổng đập lên lưng cái người phụ nữ đó, ổng lấy. Và tôi sau này tôi mới hỏi là mục sư lấy Kinh Thánh đập lên lưng làm gì vậy? Ổng nói là bởi vì đây là lời của Đức Chúa Trời cho nên là khi mình đập vào lưng thì ma quỷ nó sợ nó sẽ chạy. Nhưng trong thực tế thì mấy con quỷ nó quá không có sợ cái tờ giấy này, anh chị hiểu không? Nhưng mà nó sợ cái nội dung ở trong này, nó sợ những lẽ thật chứa đựng ở trong đây. Amen anh chị em. Những vũ khí của Đức Chúa Trời ở đây, vũ khí của Đức Chúa Trời là gì? Vũ khí của Đức Chúa Trời là chính những lẽ thật mà chúng ta được trang bị. Amen anh chị em. Đó là lý do vì sao mà tác giả Thi Thiên 119 nói rằng tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Trận chiến thuộc linh diễn ra, có một sự mời gọi của tội lỗi, có sự cám dỗ, và người của Chúa đã dùng vũ khí là lời của Chúa, là lời đã được cất cẩn thận trong lòng của mình, là lời đã được tích trữ một cái ngăn nắp và có hệ thống, và người của Chúa đã chiến thắng được tội lỗi, không phạm tội cùng Chúa. Amen. Amen chị em. Cảm ơn Chúa. Và trong lời của Chúa cho chúng ta thấy có những loại vũ khí của sự cầu nguyện. Amen chị em. Ngay trong phần Kinh Thánh Ê-phê-sô chương 6 này, sứ đồ Phaolô nói gì? Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì, tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Ông nói rất là cẩn thận. Cầu nguyện nhưng mà để đạt được cái mục tiêu thì phải làm gì? Phải có sự kiên trì nữa. Bởi vì có nhiều khi chúng ta không kiên trì, chúng ta mới cầu nguyện được một hai lần, cái sau đó chúng ta chán lắm. Thật sự,
chắc chắn được gì đâu, rồi khỏi cầu nguyện. Hoặc là giống như một người em của chúng ta vừa tới thứ sáu đó, thôi thôi đừng cầu nguyện cho nó nữa, không cứu nổi nó đâu. Không anh chị em, chúng ta hãy kiên trì đến cuối cùng, bởi vì có những việc mà đến phút 90 Đức Chúa Trời mới làm. Và sở dĩ ngài trì hoãn không phải là vì ngài không có năng lực để làm, không phải vì ngài không đủ tốt, nhưng bởi vì ngài đang muốn huấn luyện chính chúng ta. Ngài đang muốn một cái điều rất quan trọng, rất cốt lõi trong đức tin, nó có trong chúng ta, đó là sự kiên trì trong đức tin. Amen anh chị em. Amen. Và trước cái câu tôi mới vừa đọc là gì? Cầm gươm của Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em có lời Chúa nhiều trong anh chị em bao nhiêu thì cái xác suất chiến thắng nó sẽ càng cao hơn bấy nhiêu. Nan đề của nhiều người là không có lời của Chúa trong đời sống họ. Tôi cảm thấy tức tưởi vô cùng cho những cái ca giải cứu như thế này. Rõ ràng là chúng tôi đã đuổi quỷ ra khỏi nạn nhân và không còn cái loại quỷ đó trong họ nữa, nhưng mà họ đã không nghe lời chúng tôi, họ không tôn trọng lời của Đức Chúa Trời, họ về nhà không chịu nghe những bài giảng mà chúng tôi khuyên họ nên nghe, họ về nhà không chịu đọc Kinh Thánh, không có lời Chúa trong họ, và chẳng bao lâu ma quỷ nó trở lại. Và Chúa Giêsu nói rằng một quỷ đi ra kéo bao nhiêu quỷ trở lại? 7 quỷ trở lại 8 con. Số phận của người đó càng tồi tệ hơn. Phải có lời Chúa. Amen anh chị em. Lời Chúa giống như là thanh gươm vậy đó, để có thể tiêu diệt những kẻ thù là ma quỷ đang cố tình lừa dối và tấn công chúng ta và đem đến sự đắc thắng cho chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Đó là vũ khí tấn công. Nhưng mà trước đó sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta thấy có những sự trang bị để bảo vệ chính chúng ta. Từ câu 14: vậy hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, đó là lẽ thật, đó là lời của Đức Chúa Trời. Mặc áo giáp công chính. Áo giáp công chính có nghĩa là gì? Chúng ta có thể nói hôm nay là chúng ta được bảo vệ bởi sự công chính. Tại sao chúng ta lại được bảo vệ bởi sự công chính? Có nhiều người đang tự bảo vệ mình bằng sự bất chính. Họ sợ bị mất cái gì đó, sợ mất công việc, sợ bị mất sở hữu, mất lợi nhuận, mất cái này, mất cái nọ, cái kia, và họ chọn cách bất chính để giữ được cái đó, để bảo vệ cái thứ đó. Nhưng họ sai. Đức Chúa Trời đang dạy chúng ta một cách ngược lại. Chúng ta chỉ được bảo vệ khi chúng ta ở trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Tại sao? Tại vì khi chúng ta ở trong sự công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta làm vui lòng Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta làm vui lòng Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời có sẵn sàng đứng về phía chúng ta không? Có. Và nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta và nếu Ngài không cho phép ai rớ đến chúng ta thì họ có rớ được đến chúng ta không? Không. Tôi long trọng tuyên bố với anh chị em như vậy. Mà nếu như Chúa có cho phép ai rớ đến chúng ta thì hãy nhớ rằng mọi sự hiệp lại là ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời. Amen. Mà không thì đố ai rớ được đến chúng ta. Hãy tin điều đó với tất cả sinh mạng của chúng ta. Amen con em. Cảm ơn Chúa. Và mang giày bằng sự sẵn sàng của tin lành bình an. Mang giày vào sự sẵn sàng của tinh thần bình an. Chúng ta luôn luôn sẵn sàng ra đi để rao truyền phúc âm của Chúa, để từ đó sự bình an của Chúa, niềm vui của Chúa, phước hạnh của Chúa sẽ lan tỏa cho nhiều người. Amen con chị. Và luôn luôn dùng đức tin làm thuận. Đức tin là cái thuận đỡ, cái vật dụng để che chắn cho chúng ta khỏi những mũi tên của kẻ thù, khỏi những cái mũi gươm của kẻ thù. Ở trong thời chiến tranh người ta có cái thuận, và cái thuận đó sẽ ngăn những cái vũ khí sắc nhọn của kẻ thù chạm đến da thịt của họ. Anh chị hiểu điều đó không? Cái thuận rất quan trọng. Có đôi khi cái giáp nó chưa đủ sức để ngăn thì cái thuận nó sẽ hỗ trợ thêm. Bởi vì tôi biết có những người dũng sĩ mà họ bắn tên cực mạnh, và có những cái quyển sách gọi là nói về thời Trung Cổ mà tôi đã từng xem, thì có những người mà xạ thủ, những nhân vật tương tự như vậy, họ bắn tên rất là chính xác và họ bắn mạnh đến cái mức độ là có những người tướng lĩnh mà áo giáp nhưng mà họ bắn xuyên thủng luôn giáp luôn, hoặc là ở trên áo giáp có những cái chỗ mà nó mối nối gì đó, họ bắn chính xác đến mức độ mà họ canh đúng ngay cái mối nối đó, họ bắn một phát và họ hạ được một tướng lĩnh. Cho nên cái thuận rất là cần thiết, cái thuận rất là cần thiết. Trước khi mà mũi tên có thể chạm đến giáp chúng ta, nó phải qua cái thuận. Đức tin, hãy giữ vững đức tin của chúng ta lời Chúa. Amen chị em. Đức tin của chúng ta phải là đức tin sống động, đức tin thật, không phải là đức tin của tôn giáo. Và để chúng ta có thể có đức tin vững vàng mạnh mẽ lời Chúa, chúng ta phải có lời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai, cho chúng ta biết bản thể của Ngài, cho chúng ta biết Ngài có thể làm được những gì cho cuộc đời của chúng ta. Lời của Chúa cho chúng ta biết rất nhiều điều cần thiết để từ đó chúng ta xây dựng một đức tin vững chắc, một đức tin mạnh mẽ, một đức tin mà có thể giúp chúng ta được bảo vệ và thậm chí có thể sử dụng để chiến thắng kẻ thù. Amen con chị em.
Cảm ơn Chúa. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Thấy chưa? Hãy đội mũ của sự cứu rỗi. Mũ của sự cứu rỗi. Cái đầu của chúng ta là cái trung tâm điều khiển. Cái đầu của chúng ta là cái nơi rất là quan trọng. Cho nên khi mà nói đến cái đầu thì anh chị biết, mọi người kể cả trong hội thánh lẫn ngoài hội thánh đều biết, nói đầu là biết nó quan trọng. Cái đầu là nơi mà hệ thần kinh của chúng ta ở đó và điều khiển tất cả những hoạt động của thân thể. Cho nên sự cứu rỗi là cái điều quan trọng số 1 ở trong đời sống của một cơ đốc nhân. Chúng ta cần phải được cứu cái đã rồi mới nói đến cái chuyện đầy dẫy thánh linh, rồi nói đến chuyện ân tứ, rồi nói đến chuyện này chuyện nọ chuyện kia, truyền giáo, làm công việc từ thiện hay vân vân. Chúng ta phải được cứu cái đã rồi tất cả mọi điều theo sau đó mới có giá trị. Amen con chị. Cho nên chúng ta cần phải chắc chắn rằng chúng ta là những người được cứu rỗi và chúng ta ở trong sự cứu rỗi của Chúa. Amen con chị. Mối của sự cứu rỗi, hãy chắc chắn là chúng ta là những người đã thật sự tin và được cứu. Amen con chị. Và chúng ta cầm gương thánh linh lên với tất cả những giá trụ, với tất cả những sự che chắn, những sự trang bị, những sự bảo vệ của Chúa, và cộng với thanh gương sắc bén, đó là gương thánh linh, là lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chiến thắng. Amen chứ? Amen. Amen. Khi nan đề xảy đến, khi những sự tấn công xảy đến, đừng tranh đấu, đừng khô hạt với nhau, đừng cãi nhau, đừng xung đột với nhau, hãy thật bình tĩnh. Hãy sử dụng những trang bị, những khí giới, những vũ khí của Chúa để chúng ta có thể chiến thắng. Amen chị em. Hãy sử dụng những lời công bố đúng đắn của chúng ta để có thể làm cho những cái sự tấn công của kẻ thù bị vẽ đẩy và bị đẩy để lùi hoàn toàn. Amen. Ở trong sách Châm Ngôn có một số phần kinh thánh nữa mà tôi sẽ cho anh chị em. Chẳng hạn như Châm Ngôn chương 18 câu 21 nói rằng sống chết nơi quyền của lưỡi. Và ở trong Matthew chương 7 từ câu 15 đến câu 20 thì ở đó Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cái cách để chúng ta có thể nhận diện ra kẻ thù, cái cách để chúng ta nhận diện ra những gì đến từ ma quỷ. Thưa anh chị em, hồi nãy giờ tôi đã giúp anh chị em để chúng ta có thể chắc chắn rằng ma quỷ là có thật, và để chúng ta có thể chắc chắn rằng cái trận chiến thuộc linh nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu. Bây giờ anh chị em có còn nghi ngờ điều đó không? Anh chị đã chắc chắn rằng ma quỷ là có thật chưa? Anh chị chắc chắn rằng trận chiến thuộc linh có thể diễn ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu chưa? Anh chị có chấp nhận cái thực tế đó dù nó phủ phàng chưa? Chấp nhận và tin rằng Chúa sẽ ban chiến thắng cho chúng ta. Amen con chị em. Nhưng bây giờ đây là cách để chúng ta luôn luôn có thể kinh nghiệm sự chiến thắng. Đừng chỉ chiến thắng trong một lúc, nhưng Chúa muốn chúng ta chiến thắng mãi mãi. Amen con chị em. Nên đây là cách. Trước hết chúng ta cần phải nhận biết được những gì đến từ ma quỷ. Chúng ta phải nhận ra chiến trận thuộc linh nó thật sự là cái gì, chứ phải chúng ta nghĩ cái chung chung là có chiến trận thuộc linh, có chiến trận thuộc linh. Chúng ta cứ lẩm nhẩm hoài. Tôi ví dụ nha, cái một anh chàng mới vừa học xong bài học này vừa đi lẩm nhẩm, tôi tin có chiến trận thuộc linh, tôi tin có chiến trận thuộc linh, xong đụng trúng của anh chàng khác, anh chàng kia tái bốc cái xong mày tá cá mày nhào vô bánh lộn rồi. Cái mày thì tôi tin có chiến trận thuộc linh nhưng không hề nhận biết chiến trận thuộc linh đang diễn ra, mà ma quỷ đang dùng anh chàng kia tá một cái bớt, tức quên quýnh lại, cuối cùng một cái kết đắng. Nói vui như vậy là nha, hãy hết sức cẩn trọng. Và Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết cái cách để xác định được chiến trận thuộc linh, xác định được kẻ thù của chúng ta là ai và như thế nào. Matthew chương 7 từ câu 15 đến câu 20 có nghĩ mình nên đọc này. Anh chưa mở rồi. Matthew chương 7 từ câu 15 đến câu 20. Hãy đề phòng bọn tiên tri giả là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muôn sói hay cắn xé. Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hoặc trái bả nơi bụi tật lê bao giờ? Vậy nếu cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không sinh trái lành được. Bất cứ cây nào không sinh trái lành thì bị đốn và ném vào lửa. Như thế nhờ bông trái các con sẽ nhận biết được chúng. Xem trái thì biết cây, đây là một nguyên tắc rất quan trọng mà mục sư đã nhắc rất nhiều lần rồi, thưa anh chị em. Cho nên anh chị em nghe tôi nói này, đây là những điều thực tế tôi ví dụ. Giả sử bây giờ trong một gia đình, hai vợ chồng nói chuyện với nhau, tự nhiên mặt của người vợ xù xuống và người vợ bắt đầu nói những lời gắt gỏng, nói những lời có vẻ chống đối lại người chồng, thì người chồng nếu thật sự là người hiểu được nguyên tắc của Chúa cần phải nhận định rằng cái điều này không đến từ Chúa. Có một linh của sự xung đột đang bắt đầu hành động.
và nó muốn vợ chồng rơi vào trong sự xung đột. Chúng ta nhận biết ngay bởi những cái bông trái của nó, đúng không? Bông trái của nó rõ ràng cái mùi, cái hơi hướng cái bông trái của nó, thì lúc đó cái người chồng đó đừng để bị cuốn vào trong cái sự xung đột đó bởi cái sự kích động của Satan không có người vợ. Thay vào đó, tôi khuyên những người chồng, nếu không có được những lời khôn ngoan để tác động tích cực đến tình hình thì tốt nhất đừng nói gì hết. Hãy đi tìm nơi cầu nguyện. Hãy nói với Chúa là: Chúa ơi, con xin Chúa hành động để vợ của con sẽ không có cái thái độ xung đột nữa. Con xin Chúa cất bỏ đi tất cả những cái gì cay đắng gai góc ở trong tấm lòng của vợ con. Xin giúp vợ con nhận ra để rồi vợ chồng chúng con có sự phục hòa trở lại. Và rồi nếu chúng ta trở lại để nói chuyện với vợ mình thì chúng ta hãy nói những cái lời mà nó giúp cái sự phục hòa được trở lại. Amen con chị em. Chứ đừng có nói những cái lời để làm cho nó tày quậy thêm. Hãy hạ cái tôi của chúng ta xuống và làm như vậy. Amen chị em. Rồi ở trong Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 cũng là cái cách để chúng ta nhận ra chiến trận thuộc linh đang diễn ra với những công việc của ma quỷ đang bày ra trước mắt của chúng ta. Anh chị em về nhà đọc lại ha. Những cái sự gian dâm ô uế luôn tuồng thờ hình tượng, rồi những cái sự bè đảng bất bình, phe đảng gì đó, một cái danh sách khá dài. Và nếu như chúng ta thấy những cái đó thì chúng ta phải biết là những bông trái đó là những cái bông trái của ma quỷ, của những cái điều tồi tệ đến từ ma quỷ. Nếu rồi chúng ta không có bị ảnh hưởng bởi nó, không có bị cuốn vào trong cái vòng lẩn quẩn đó, thay vào đó chúng ta thoát ra khỏi nó, chúng ta dùng những vũ khí của Đức Chúa Trời để chiến thắng. Amen con chị em. Rồi ở trong Thi Thiên 119 câu 11 thì mục sư đọc nãy rồi. Roma chương 12 câu 2 ở đó nói về cái việc chúng ta cần phải được biến đổi tâm trí. Roma chương 12 câu 2, chúng ta cần phải biến đổi tâm trí. Anh chị em muốn chiến thắng ở trong chiến trận thuộc linh thì trước hết anh chị em phải được biến đổi tâm trí, để rồi những cái tư tưởng, những suy nghĩ, những niềm tin của anh chị em nó phải phù hợp với lại lời của Chúa, ý muốn của Chúa. Amen chị em. Những đồn lũy của ma quỷ trong tâm trí chúng ta phải sụp đổ hoàn toàn thì chúng ta mới có thể chiến thắng được. Amen. Rồi ở trong Philip chương 4 câu 8 và câu 9 là một cái điều mà tôi hết sức tâm đắc, hãy mở ra, tôi muốn đọc đó. Philip chương 4 câu 8 và câu 9, tôi muốn tất cả chúng ta, những người mở ra cùng nhau đọc để chúng ta ghi nhớ nó. Philip chương 4 câu 8 và câu 9, chúng ta cùng nhau đọc 2, 3. Cuối cùng thưa anh em, thể điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời và sự bình an sẽ ở với anh em. Amen chị em. Đây là một nguyên tắc rất tuyệt vời, và nếu anh chị em áp dụng, anh chị em sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng rất dễ dàng. Đừng có để cho tâm trí của mình lang thang với những cái điều tiêu cực. Nhiều người trong chúng ta đã như vậy, từ nay hãy thay đổi đi, ăn năn với Chúa và nhân danh Chúa Jesus Christ công bố khứ từ cái điều đó đi. Amen. Thay vào đó, hãy làm theo những gì mà Phaolô nói, hãy điều gì chân thật nghĩ đến, điều gì đáng trọng nghĩ đến, điều gì công chính nghĩ đến, điều gì thanh sạch nghĩ đến, điều gì đáng yêu chuộng nghĩ đến, điều gì đáng biểu dương nghĩ đến, nói chung là điều gì đức hạnh đáng khen ngợi thì chúng ta phải nghĩ đến. Amen. Nếu chúng ta thật sự hiểu thấu điều này và áp dụng điều này thì những kẻ xấu sẽ không còn cơ hội để hoạt động đâu. Những kẻ mà chuyên đi nói xấu người khác, họ sẽ không bao giờ có cơ hội làm gì với chúng ta cả. Tôi giả sử có một người đang muốn nói xấu ai đó đến tụi ta anh chị em. Anh tôi nói cho nghe, cái ông đó, bà đó, thấy vậy thì phải vậy luôn nha, ghê lắm á. Thì lúc đó chúng ta nhớ đến cái hội thánh này, mấy cái người này đang gieo rắc những cái điều tiêu cực, còn chúng ta thì muốn suy nghĩ tích cực, chúng ta muốn nghe những cái điều tích cực, những điều gây dựng chứ không phải đi nói xấu người khác. Và lúc đó chúng ta sẽ nói là xin lỗi là tôi không nghe điều này, cái chuyện của ông bà đó tôi không biết nó như thế nào, nhưng mà dù nó thế nào đi nữa thì đó là chuyện riêng của họ và họ sẽ tự chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Còn tôi thì tôi không muốn lắng nghe những cái điều này, và tôi chỉ muốn nghĩ đến những cái điều đáng yêu chuộng, những điều đáng biểu dương, những điều đáng khen ngợi mà thôi. Nếu mà chúng ta có thể thẳng thắn nói điều đó thì những cái kẻ mà chuyên đi nói xấu, đi moi móc nó không bao giờ có cơ hội. Đáng tiếc là ngày hôm nay giữa vòng hội thánh của Chúa có quá nhiều người thích nghe những cái lời nói xấu đó. Và giống như sách Châm Ngôn nói, những cái lời nói xấu đó nó giống như nó đi thấu xuống gan, xuống ruột của họ, họ nghe họ thấy đã làm sao,
rồi họ nghe họ thấy đã mà đã độ một hay là cây cấp độ một chưa đã, họ đi tìm cây cấp độ 7 để được thưởng, rồi họ trở thành cái cánh tay nối dài của người kia đi ra nói tiếp. Biết không, cái ông nói vậy cái thật sự không thấy bây giờ nghe người này nói được cái truyền miệng, cuối cùng tam sao tất bổn, cuối cùng ông nó thành quá giận luôn. Chúng ta đừng có như vậy. Nhắc lại một lần nữa, cuối cùng thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Amen anh chị em. Và những cái điều gì mà chúng ta đã học, đã nhận, đã nghe, đã thấy trong người lãnh đạo đúng đắn của chúng ta, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở bên em. Nếu tôi dạy anh em những điều sai lầm, anh em không cần phải làm. Nhưng nếu anh chị em xác nhận rằng tôi đã dạy anh chị em những điều đúng đắn, những điều công chính, những điều chân thật, những điều đáng tôn, thì anh em hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở với anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi ước ao rằng chúng ta sẽ không lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình, và chúng ta sẽ áp dụng lời của Chúa để kinh nghiệm sự chiến thắng ở trong đời sống của chúng ta. Và thưa anh chị em, Ê-phê-sô chương 4 câu 29 có khuyên chúng ta là chớ có một lời dữ hay là một lời độc ác nào ra từ miệng chúng ta, nhưng khi đáng nói thì hãy nói những lời lành, những lời ân cần, những lời ân hậu, giống như là có nêm thêm muối vậy đó, để có thể gây dựng, để có thể đem lại ích lợi cho người nghe. Amen anh chị em. Chúng ta hãy học theo những gì Chúa dạy để chúng ta có thể gây dựng các mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta, và để chúng ta không rơi vào cái bẫy của Satan, để chúng ta không thất bại ở trong trận chiến thuộc linh. Amen con chị em. Cảm ơn Chúa. Và tôi ước ao là tất cả những cái phần kinh thánh mà tôi đã đọc trong ngày hôm nay, thì anh chị em về nhà xem lại video sẽ cẩn thận ghi chép địa chỉ và lần lượt mở ra đọc thật kỹ và suy ngẫm, để chúng ta thấy Đức Chúa Trời nói về ma quỷ như thế nào ở đó, và trận chiến thuộc linh đã diễn ra như thế nào, để rồi từ đó chúng ta rút ra những cái bài học kinh nghiệm cho cuộc đời của chúng ta, để chúng ta dễ dàng hơn trong sự chiến thắng ma quỷ khi nó lừa dối và tấn công chúng ta. Amen con chị em. Amen, amen. Tôi ước ao là hội thánh của chúng ta trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ không phải chứng kiến thêm một lần nữa những cái cảnh thương đau, những cái cảnh chia lìa tức tưởi mà đã từng xảy ra trong quá khứ. Thay vào đó, tất cả chúng ta là những người ý thức về chiến trận thuộc linh, và chúng ta sẽ không tranh đấu với thịt và huyết. Thay vào đó, chúng ta sẽ nắm tay nhau, hiệp ý với nhau, chiến đấu với các thế lực của ma quỷ, bẻ gãy chúng nó, chiến thắng chúng nó, và thấy được những công việc vinh diệu của Đức Chúa Trời xảy ra giữa vòng chúng ta. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.